em đang học ạ. Rồi, bây giờ em học. Mọi người ơi, hôm nay em like áo len ngắn nha. Mọi người ủng hộ em nha. Trước đi. Em đây mọi người ơi. Hôm nay em đây áo len ngắn nhá. Ai vào chấm bài cho em biết nhá. Ai vào chấm bài cho em biết. Em có nhiều siêu phẩm lắm. Áo em đang mặc cũng rất là xinh, viền có cổ này. Áo len ngắn nha. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ siêu phẩm này sẽ tặng mọi người. Cuối giờ sẽ tặng mọi người này. Siêu phẩm này. Máy đúng. Đây. Siêu phẩm này em sẽ để dành để cuối giờ tặng cho khách nhé. Siêu phẩm này em sẽ để dành tặng cho khách này. Cho ai đặt in nặng đi. Em sẽ để dành siêu phẩm này để tặng cho ai chia sẻ lên trang cá nhân của mình 2 lượt ở chế độ công khai. Chào Ti Lăng Nguyễn. Ở chế độ công khai và lên 2 hội nhóm. Đấy, áo len này, crop top này. Crop top này rất xinh nha. Áo con cú này. Đang đậu trên cành cây này. Đó. Xinh không? Chào chị Nga Phạm nha. Máy của em này. Em chào mọi người nha. Chia sẻ giúp em nha. Đông đông một tí rồi mình sẽ bắt đầu like. 1 giờ em sẽ like, 1-2 phút nữa sẽ lên mẫu. Hello, hello Lương Cẩm Nhung. Em chào mọi người nhá. Siêu phẩm này để dành cho khách nào chia sẻ cuối like này. Em sẽ tặng cho siêu phẩm này nhá. Áo cú theo trên đây nào. Đây nha. Thêu trên áo luôn này. Thêu trên áo luôn đấy ạ. Thêu trên áo luôn đấy. Đây để đây, siêu phẩm này để đây nhá. Siêu phẩm này sẽ để đây. Để đây để tặng cho khách. Mã 1 em đang mặc nha. Mã 1 em mặc này. Để ghi bài tí nha. Áo len rất là mịn này. Mã 1 em đang mặc này. Mã 1 em đang mặc nha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn này. Mã 1 em đang mặc 200k. 200k từ 45kg đến 55kg này. 45 đến 55kg. Mã 1 nha. Mọi người ơi, mã 1 nha. Mã 1 nha. Mọi người vào đi ạ. Hôm nay rất là nhiều len đẹp nhá. Mã 1. Mã 1 nha. Mã 1 nha. Lên mã 2 nha.
Không được ạ. Em... mã số 2 này. Mã 2 này. Sao? Rồi. Mã số 2 này. Mã số 2 nhá. Mã số 2 này. 55 cân quay đầu ạ. Mã số 2. Len rất là mịn nhá. Rất là mịn này mọi người ơi. Tiền nào của đấy. Em bán hàng Tuyển nhá. Mã số 2. Mã số 2 nhá. 55 cân quay đầu ạ. Mã số 2 kèm số điện thoại. Mã số 2 này. Mã số 2. Mã số 3 đây mọi người ơi. 50 cân hấp đầu là mặc vừa. Xin chào mọi người nhé. Anh ơi, cái này ra đi. Ai chốt chốt đi, mã 3 nhá, cổng số điện thoại nhá. Đứng đây. Mã số 3 kèm số điện thoại ạ, màu vàng. Lên mã số 4 nha. Mã số 4 ạ. Mã số 4 này. Mã số 4 nha. Mã số 4 ạ. Mã số 4 ạ. Áo tay cánh rơi này. Áo cánh rơi này. Mã số 4 nhá. À, cái này thì là dạng như là phi size nhá, ai cũng mặc được ạ. À, ai cũng mặc được nhá, phi size luôn đấy ạ. Cánh rơi mà to nhỏ đều mặc được hết ạ. To nhỏ đều mặc được hết. Mã số 4. Mã số 4 200k này. Mã số 4. Mã số 4 này. Mã số 4 nha. Mã số 4 này. Len mịn nhá. Mọi người ơi, len mịn này, chất rất là đẹp luôn nhá. Mã số 4 này. Mã số 4 kèm số điện thoại. Mã 4. Mã số 5 đây ạ. Áo này 55 cân hấp đầu nha mọi người nhá. Mã số 5 ạ. Cái này mình xinh. Đấy xinh nhỉ. Xòe này, tay xòe. Mã số 5. Mã số 5 kèm số điện thoại. 200k. Em lên mẫu 6 này. Em lên mã 6 này. Kiểu gì đây? Mã 5, mã 5 mà cho chị Nguyễn Thị Như Quỳnh nha. Mã 5 cho chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, dáng váy rất đẹp luôn. Mã 6 này. Mã 6 cũng đẹp lắm luôn này. Cánh tay của nó rất là đẹp luôn nhá. Mã 6 này. Mã 6 này. Mã số 6. Mã số 6 này. Thoải mái luôn đấy ạ. Cái này cũng phi size nhá cả nhà ơi. Nó là dáng cánh rơi. Mã số 6. Mã số 6 kèm số điện thoại. 200k. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh kèm số điện thoại của em nhá. Nguyễn Thị Như Quỳnh kèm số điện thoại của em nhá. Chốt cho chị Quỳnh mã số 5 rồi nha. Mã số 7 đấy ạ. 60 cân hấp đầu nha mọi người nhá. Mã số 7 đấy ạ. Đứng thẳng lên. Mã 7 à. Mã 7 mẫu đang mặc nhá. Mã 7 200k kèm số điện thoại. 60 cân quay đầu ạ. Mã số 7. Mẫu đang mặc mã số 7 đấy ạ. Mã số 7 rất đẹp luôn. Mã số 7 rất đẹp luôn. Tay cũng có họa tiết nữa. Mã số 8. Rồi ok chị Như Quỳnh nha. Mã số 8 này có mũ ạ. Len này có mũ nha. Mã số 8 có mũ này. Mã số
từ 50 ký quay đầu ạ. 50 ký quay đầu nhá. 50 ký mã số 8. Mã số 8. Mã số 8 ạ. Mã số 8 này. Body rất là xinh. Mã số 8. Mã số 8 các chị ơi. Mã 8 đẹp lắm luôn này. Mã 8 em đang mặc này. Rất là xinh. Mã số 8. Chất len này khỏi phải nghĩ luôn ạ. Len mịn luôn nhá. Mã số 8 này. Mã số 8. Mã số 9 này ạ. Cái này cũng 60 cân hấp đầu nha mọi người nhá. Mã số 9 ạ. Cổ xinh này. Mã số 9 đây ạ, mọi người chốt đi ạ. Ai cho số điện thoại này? Mã số 9 đây mọi người ơi. Xinh lắm, cổ xinh lắm ạ. Em lên một siêu phẩm nữa này. Sợ không? Em quá này. Phải nói là quá tuyệt vời. Mã số 9 mẫu đang mặc. Mã số 9. Mã số 9 200k. À, ừ. Mã số 10 nha. Em lên mã số 10 này. Không đẹp không lấy tiền. Mã số 10 này. Cánh rơi này. Mã số 10 nha. 200k thôi ạ. Mã số 10. Mã số 10 này. Mã số 10 có đẹp không cả nhà ơi. Mã số 10. Mã số 10 nha. Rất là đẹp nha. Mã số 10. Mã số 10 ạ. Mã số 10 kèm số điện thoại. Mã số 10 này. Cánh rơi nhá. Mã số 10. Cái chất len của nó thì tuyệt vời lắm nhá. Mã số 10. Mã số 10. Xinh lắm ạ. Mã số 10. Dòng này thì ai cũng mặc được nhá. Nhỏ như em còn mặc được. Mà lớn hơn cũng to hơn cũng mặc được nhá. Mã số 10. Đẹp đẹp chị. Đẹp mà. Mã số 10. Mã số 10 nhá. Mã số 10 kèm số điện thoại 200k. Mã số 10. Đây là len tuyển nhá. Mã số 10. Mã số 10 nhá. Mã 11 nhá mọi người nhá. 55 cân hấp đầu ạ. Màu sale rất đẹp. Mã 11 nhá, ai chốt? Mã 11 đây ạ. Mình mặc toàn những cái nhỏ nhỏ này. Mã 11 ạ, màu rêu rất đẹp ạ. Quay
đẹp nhỉ. Yêu không này. Má số 14. Má số 14 ạ. Má số 14. Má số 14. Má số 14 từ 48 kg quay đầu ạ. 48 kg quay đầu nha. Má số 14. Má 14. Má số 14 này. 200k này. 200k. Má 14. Má số 14 ạ. Rất là đẹp luôn. Mặt thỏ. Má 14. Má 15 đây ạ. Em dáng dài 60 cân hất đầu ạ. Má 15 mọi người nhá. Má 15 đây ạ. Má 15 ạ, 60 cân hất đầu ạ. Mọi người chốt đi. Má 15 ạ. Má 15 đây. Má 16 này. Má 16 là một cái len khoác này. Má số 16 này. Má số 16 này. Len khoác nhá, size M. Từ 45 kg đến 55 kg ạ. Len khoác này. Len khoác nhá, len khoác nhẹ đấy ạ. Từ 45 kg. Má số 16. Má số 16 này. Má số 16. Má số 16 các chị ơi, má số 16 nha. Má số 16 này. Áo len rất đẹp luôn. Chất cực kỳ luôn. Má số 16. Má số 16 này. Xinh lắm. Má số 16. Má 17 cổ loại nhé mọi người nhá. 60 cân hất đầu ạ. Má 17 ạ. Má số 17 mẫu đang mặc. Má số 17. Má số 17 ạ, 60 cân hất đầu mặc vừa. Màu xanh cổ. Em lên mã 18 này. Cực lạ luôn. Mã số 18. Mã số 18. Mã số 18 nha. Mã số 18 này. Khăn là mai ngày kia nhá. Mã số 18 này. Hôm nay nè áo. Áo xinh lắm. Nhớ ủng hộ em nhé chị Nguyễn Thu. Mã số 18 này. Mã số 18 từ 52 kg quay lại ạ. 52 kg. 52 kg quay đầu nha. Mã số 18. Mã số 18. Xinh lắm luôn. Mã số 18. Mã số 18. Ừ, còn này đẹp. Mã 19 nha mọi người nhá. Có cái đen nhưng mà đen này không nhìn thấy này. Có cái riêng ở đây rất xinh ạ. Riêng chúa. Mã 19 ạ. 55 cân hất đầu mọi người nhá. Mã 19. Mã 19 ạ. Sau màu đen này nó không nhìn thấy cái rua này.
dài chú mông ấy ạ. Mã số 20, cái này bầu bon chen được nhá. Cái này bầu bon chen được này. Nó là dáng suông. Dáng suông nha. 200k, mã số 20. Mã số 20 này. Mã số 20 này. Xinh lắm ạ, mịn. Mã số 20. Mã số 20 nha. Mã số 20 ạ. Mã số 20. Mã số 20. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Mã số 20 đẹp lắm này. Mã số 20 cho chị Nguyễn Thị Như Quỳnh này. Mã 21 ạ. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh dài. Hình như là thích cái màu có lộ ạ mọi người nhá. Thích hai màu đấy. Này mặc rất xinh này. 20 nhỉ? Ừ. Mã 20 ạ. Okay, 21. 21 ạ. Mã 21 xin lỗi mọi người nhá. Mã 21 ạ. Có lọ ạ. Mã số 21. Mẫu đang mang là mã số 21. Mã số 21. Mã 21 mọi người nhá. Cái này nhỏ này. Cái này nhỏ này. Cái này 48 kg. Từ 45 kg đến 48 kg này. Từ 45 đến 48 kg này. 45 đến 48 kg nhá. Mã số 22. Mã số 22 các chị ơi. 45 đến 48 kg này. Mã số 22. Mã số 22. Mã số 22 nha. Cái này 150. 150k cái này nhá. Mã số. Mã số 22. 150. Cái này 150 này. Mã số 22. Từ 45 đến 48 kg nha. Mã số 22 này. Cái này nó nhỏ. Cái này cổ có vẻ không? Không vẻ đúng không? Mã số 22 nha. Mã số 22 các chị ơi. 23 đây mọi người ơi, phải đi size nhá. Màu hồng xinh lắm ạ. Mã 22 ạ. Cái này. Quỳnh. Mã số 23. Mã 23 ạ. Mã số 23 nhá, 200k mọi người nhá. Đằng sau đây ạ. Mã số 23 ạ. Chị Phương Lan ơi, cho áo len đi. Áo len đẹp lắm. Cái này quá lạ luôn này. Chả biết em mặc đúng hay sai. Các mọi người. Kiểu này em mặc rộng quá đây. Cái này phải 60 kg. Mã số 24. Mã số 24 này. Mã số 24 tay bồng. Mã số 24. Mã số 24. Không. Kiểu là thế chứ. À, cánh rơi. Mã số 24 này. Mã số 24 này. Mã 25 mọi người nhá. Phát cánh rơi đây ạ. Mặc xinh lắm mọi người ạ. Mã 25. Mũ à? Mũ à? Mũ này. Mã 25 mọi người nhá. Mã số 25 ạ. Khoác cánh rơi xinh lắm ạ. Cái này phải có cục cài vào nó xinh.
Mã 25 ạ. Lên mã 26 nhá. Mã số 26. Không đẹp, không lấy tiền luôn này. Mã số 26. Mã số 26. Từ 58 ký quay đầu. Mã số 26. Mã số 26 các chị ơi. Mã số 26 nhá. Mã số 26 này. Đẹp lắm luôn. Mã số 26. Mã số 26 này. 200k kèm số điện thoại. Mã số 26. Mã số 26 ạ. Mã số 26 ạ. Ơi màu đẹp thế này mà không mọi người không biết mà lấy này. Mã số 26. Mã số 26 kèm số điện thoại. Mã số 26. Lên giá ngắn. Mã 27 mọi người nhá. Khoác cánh rơi nữa ạ. Mã 27 ạ. Mã số 27 ạ. Ai chốt không ạ? Mã 27 nhá, đen dày dặn lắm mọi người ạ. Mã 27 ạ. Mọi người nhá. Linh Lê rất xinh ạ. Mã 29 ạ, 55 cân bắt đầu là mặc vừa. Xinh lắm ạ. Mã 29 mọi người nhá. Ai chốt không ạ? Tay này xinh không? Cái đấy mà đi chọn này. Mã 29 ạ. Cánh tay cánh rơi. Mã số 59. 55 cân bắt đầu mọi người nhá. Đằng sau đây ạ. Mã 29 ạ. Trời, Mickey này. Mã số 30. Mã số 30 kèm số điện thoại. Mã số 30, 200k lên 200k nha, lên đồng giá luôn nha. Mã số 20. À quên, mã số 30. Mã số 30 kèm số điện thoại. Mickey. Mã số 30 ạ. Mã số 30 này. Em Mickey này. Mã số 30. À, túi sách ạ, à. Túi sách thì khoảng 2 ngày nữa. Hàng em đang đợi trên đường về, chưa thấy về. Hôm nay em đang áo len. Mã số 30 đây ạ, à. Có ai chốt không? Xinh lắm. À, cái này từ 45 đến 50 ký này. 45 đến 50 ký nha. 31 ạ. Cái này đẹp. 31 mọi người nhá. Dáng dài rất xinh ạ, à. Len dày dặn đấy ạ. Mã 31 ạ. Cái này 50 cân bắt đầu. 31 ạ. 30 chốt cho Nhung Kiều kìa. Chị Nhung Kiều để lại số điện thoại cho em nhá. Mã 31 đây ạ.
30 đây nhá, chốt cho Trung Kiều này, kèm số điện thoại nha nhá. 31 này mặc xinh này, sáng tài. Cái 31 này cái đẹp này. Các chị ơi, nên đẹp 31 này đi này. Tay gấu này. Rất xinh ạ. Mã 31 ạ. 200k. Mịn. Mã 31 ạ. Ai chốt không ạ? Này 50 cân hấp đầu luôn mọi người nhá. Mã 31. Mã số 32 nhá. Mã số 32. Mã số 32 này. Mã số 32 nhá. Tay bồng này xinh lắm. Mã số 32 này. Mã số 32 này, từ 45 đến 52 kg quay đầu nha. 200k. Len dày dày và chất là rất là mịn luôn nhá. Len em đã tuyển rồi. Chỉ cần mặc thôi, em đã dập nà rồi. Mã số 32 nhá. Mã số 32 này. Mã số 32 kèm số điện thoại. Mã số 33 đây ạ. 50 kg hết đầu nhá mọi người nhá. Này đấy, xinh này, xinh này. Màu như bã trời ơi, nhìn nó xinh. Mã số 33. Mã này à? 23. Xinh lắm ạ. Mã số 33. Này 50 cân hết đầu luôn mọi người nhá. Quá lay em để dùng. Quá lay em để em mặc luôn này. Mã số 33 mọi người nhá. Mã 34 em mai mặc. Nhưng mà cũng cho khách xem. Xinh lắm ạ. Mã số 33 ạ. Mã số 34. Mã số 34. Em bảo em mai mặc. Ai lấy thì cứ lấy. Không ai lấy em mặc cái này. Mã số 34 nha. Mã số 34 này. 55kg quay đầu này. Mã số 34 này. Mã số 34 nha. Mã số 34. Xinh lắm. Mã số 34 này. Mã số 34 kèm số điện thoại. Mã số 35 ạ. Cái này là cây đan. Nem giày dặn xinh lắm mọi người ạ. Tay này. Mã số 35 ạ. Mã số 35 ạ. Mã 35 mọi người nhá. Đẹp màu gì? Màu bã cháu. Cháu. Em dày dặn đẹp lắm mọi người ạ. Mã số 35. Mã 35 ạ. Mã số 36 nha. Em lên mã 36 này. Mã số 36 này. Mã số 36 nha. Mã số 36 này. 60kg quay đầu này. Cái này thực sự là ai cũng mặc được. To nhỏ mặc được hết. Áo len nó rất là dễ mặc. Mã số 36 nha. Mã số 36 200k này. 200k kèm số điện thoại. 200k kèm số điện thoại. Mã số 36. Mã số 36. Mã 37 ạ. Cái này 60 cân hấp đầu mọi người nhá. Xẻ này. Xinh lắm ạ. 37. 37. Mã 37 mọi người nhá. Mã số 37 ạ. Xẻ đẹp lắm này. Mã số 37 ạ. Xẻ đẹp này không ai chốt à. Tính giá này. Mã số 38. Mã số 38 nha. Cực kỳ lạ luôn. Mã số 38. 50kg quay đầu. Mã số 38. Mã số 38 này.
túi Fendi hai mắt rồi thì chốt luôn em này đi, khỏi phải nghĩ luôn. Mã số 39. 39 à? Cái này 60 cân mặc được. Mã số 39 mọi người nhá. Ai cũng mặc được. Nó là size M, nó là size M. Mã số 39 ạ. 38 39 đều đẹp. Xinh nhỉ. Hai mắt đằng trước là xinh này, có khóa này. Mã số 39 ạ. Cái hai mắt này ai không ai chốt thì rất riêng cho chị nhé. Chị mã số 39. 39 mọi người nhá. Ba chín chốt cho chị Kim Giang, cho em số điện thoại chị nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi ok chị Kim Giang nhá. Đẹp ơi là đẹp. Tiếp. Em phải đi với túi Fendi. Có lại có hai em Fendi luôn. Chứ không phải Fendi mà nó là nhìn nó giống Fendi. Nhưng nó nhìn nó hai mắt giống Fendi quá. Mã số 40 ạ. Mã số 40 nha. Mã số 40 này. Mã số 40. Mã số 40 size M. Mã số 40. Mã số 40. Mã số 40. Kèm số điện thoại. Mã số 40. Mã 41 ạ. Cái này chỉ 45 kg hết đầu được ạ. Mã 41 ạ. Dáng dài nhá, xinh ạ. Mã 41 ạ. 45 kg hết đầu ạ. Nem dày dặn xinh lắm mọi người ạ. Mã 41. Mã số 42. Mã số 42 nha. 52 kg quay đầu. Mã số 42. Mã số 42 này. Cả nhà ơi. Xinh lắm luôn. Mã số 42 nha. Mã số 42. Mã số 42 này. Mã số 42. 200k kèm số điện thoại. Đen tuyển đẹp lắm nhá. Mã số 42. Mã số 42. Mã 42. Mã số 42. Mã số 42. Mã số 42 này. Mã 43 đây ạ. Mã số 43. Cái này 47 cân hết đầu luôn mọi người nhá. Mã số 43 ạ. Mã số 43. Mã số 43. Mã số 43, 47 cân hết đầu nhá mọi người nhá. Mã số 44 này. Mã số 44 nha. 48 kg quay đầu. Mã số 44. Mã số 44 ạ. Mã số 44 nha. Xinh lắm cả nhà ơi. Mã số 44 này. Mã số 44. Mã số 44 này. Có đính đá nha. Có đính đá này. Mã số 44. Mã số 44 ạ. Mã số 44. Mã 44. Không cần nữa. Không cần cài nữa. Cứ bẻ nó. Có mẻ. Mã 44. Mã 44 này. Mã số 45 đây ạ. Mã số 45 ạ. Màu này mặc rất sáng da nhá. 50 cân hết đầu mọi người ạ. Mã số 45 ạ.
cổ này xinh lắm này. Mã số 45 ạ. Mã số 45 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. 200k mọi người nhá. Mã số 45. Tay nó sẵn. Mã số 46 này. Mã số 46 nha, không lạ không lấy tiền. Mã số 46 ạ. Mã số 46 nha. Mặc là đẹp luôn đấy ạ. Mã số 46 này. 46 từ 50 ký quay lại nha. 50 ký quay lại này. Mã số 46. Mã số 46 ạ. Mã số 46 ạ. Đẹp không cả nhà ơi? Mã số 46. Mã số 46 này. Mã 46. Mã số 47 ạ. Nên này dày dặn, mịn rất xinh nhá nha mọi người. Dày lắm ạ. Cái này 60 cân hết đầu mọi người nhá. Mã 47 ạ. Nên này đẹp lắm ạ. Nên này. Mã 47 ạ. Nên này mà nhìn thấy thì... chất đẹp lắm này. Đẹp. Chất đẹp lắm này, dày dặn này. Mã 47 ạ. Nên này á. Giặt máy giặt thoải mái, không cần phải bọc. Chị mã số 47 ạ. 60 cân hết đầu mọi người ạ. Chị là gọi là người nhất. Mà chị còn chẳng bao giờ cho vào túi lưới. Giặt không bao giờ bay. Ôi, chất này mà không ai chốt thì đẹp. Nhưng đẹp thế. Bao nhiêu rồi? 47, 48. Mã số 48 này. Em đang lên mã 48 nha. Mã số 48. Mã số 48 này. Mã số 48 nha. Mã số 48. Mã số 48 nha. Mã số 48. Mã 48 cả nhà ơi. Mã 48. 52 ký quay đầu. Tay tay của nó là tay họa tiết nha. Mã số 48. Này bị lỗi rồi. Đó. Mã số 49 ạ. Cổ với tay bèo rất xinh mọi người ạ. Nem đẹp nhỉ. Mã số 49 ạ. 50 cân hết đầu ạ. Mã 49. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 49 đây ạ. Cổ với tay xinh lắm ạ. Cổ tay đều bèo. Màu hồng này mà cũng sáng ra. Mã 49. Mã 49 mọi người nhá. Xinh lắm ạ. Mã số 49 ạ. Mã số 49. Mã số 49 200k. Mã số 50 này. Mã số 50 này. Mã số 50. Mã số 50. Mã số 50. 53 ký quay đầu ạ. Mã số 50. Mã số 50. Chị Thủy Nguyễn có chốt 49 không? Chốt 49 thì chốt cho em kèm số điện thoại nha. Mã số 50 này. Mã số 50 nha. Mã số 50. Mã số 50 ạ. Chất cực kỳ luôn nhá. Rất là mịn luôn nhá. Mã số 50 kèm số điện thoại. Mã số 50 này.
Mã số 51 ạ. Khóa kéo khóa xinh ạ. Mã 51 ạ. Này 55 cân bắt đầu mọi người nhá. Mã 51. Mã 51 ạ. Khóa kéo khóa là xinh ạ. Mã 51 ạ. Mã số 51. Tay này xinh lắm mọi người ạ. Áo bomber. Áo khoác bomber. Mã 51 ạ. Này em chưa nhìn. Áo len ba lỗ nha, dáng dài này. Ờ, dáng váy luôn. Dáng váy luôn các chị ạ. Mặc đến đầu gối luôn. Mã số 52. Mã số 52 có túi này. Mã số 52 nha. Mã số 52 kèm số điện thoại. Mã 52 này. Mã số 52 nha. Mã số 52. Mã số 52. Mã số 52 nha. Mã số 52. Chốt được đấy em ạ. Mã số 52. Đè vào đấy thôi chị anh nào. Mã số 52 ạ. 52 xinh quá. Mã 53 mọi người nhá. Cái này 50 cân bắt đầu mọi người nhá. Mã 53 cổ xinh ạ. Mã số 53. Cái này có xẻ đấy chị ạ. Mã số 53. 53 kèm số điện thoại. Mã số 53. Mã số 54 nha. Mã số 54 này. Lên khoác. Lên khoác nhá. Mã số 54. Mã số 54 lên khoác này. Lên khoác nha. Mã số 54. 48 ký qua đầu. Mã số 54. Mã số 54 này. Màu ghi. Màu ghi nông chuột đấy ạ. Mã số 54. Mã số 54 ạ. Chất của nó này. Mã số 54 các chị ơi. Mã số 54. Mã số 55 ạ. Đây 55 ký hết đầu mọi người nhá. Xẻ này rất xinh ạ. Mã số 55 ạ. Sao rồi? Màu vàng này mặc cũng sáng ra này. Mã số 55. Mã số 55. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 55. Xẻ nại. Còn Huệ Nguyễn ơi, còn nha, còn một chiếc. Đâu? Chị cấy á, mặt ra. Đấy. Thế là để định có hai chiếc để lại bằng một chiếc. Chị lấy đấy. Đây. Mã 39 này, hai mắt mã 39. Mã 39. 200k kèm số điện thoại, mã số 39 hai mắt này nha. Em đang để lại mặc để dùng với túi cả Fendi hai mắt. À đấy chị lấy. Lần sau còn em lại lấy sau. Mã số 39 nha, không phải Fendi đâu. Không phải hiệu Fendi đâu. Mà nó là làm kiểu này thôi, không phải hiệu Fendi nhá. Nên mọi người đừng nhầm nhá. Không phải hiệu Fendi đâu. Dáng của chị Ala. Vậy bên đây không phải là Fendi đâu nhá. Nó là thương hiệu khác. Nó là thương hiệu khác đấy nhá. Nó chỉ là giống, làm giống kiểu Fendi thôi. Ok thì em gửi. Năm mấy hả? Năm 6. Bắt. Năm mấy hả? Em ghi mã ở trong đó. Trong mã 6. Được chưa chị Huệ Nguyễn ơi? Ok chưa? Chốt cho Huệ Nguyễn. Gửi về địa chỉ của chị Anna. Ok ok Huệ Nguyễn. Kèm số điện thoại. À mà thôi gửi.
về địa chỉ của chị Anna. In luôn là Anna. Đây là bao nhiêu rồi? Mã số 56 em đang mặc nha. Mã số 56 này. Mã số 56 rất đẹp luôn nha. Từ 45 đến 48 ký này. 45 đến 48 ký này. Mã số 56 nha. Mã số 56. 56 kèm số điện thoại. Mã số 56. Mã số 56 kèm số điện thoại. Mã số 57 ạ. Dáng dài mọi người nhá. Có lọ ạ. Mã 57. Mã số 57. Này màu gì màu gì ạ? Mã số 57 ạ. Mã số 57 chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 57 ạ. Mã số 58 này. Lỉ nhá. Đây là lỉ này, nên lỉ này. Cái này tay bồng này. Cái này lỉ xài. Ok ok. Cứ bảo chị Anna cho số tài khoản. Hoặc em thu sale đây tại nhà cũng được. Chị Anna em gửi suốt đấy mà. Mã số 58 này. Mã số 58. 55 ký quay đầu ạ. Mã số 58. Mã số 58 nha. Mã số 58 này. Mã số 58. Mã số 58 này. Mã số 58. Mã số 59 ạ. Nên mịn mọi người nhá. 59 kèm số điện thoại. Mã số 59 ạ. 200k. Mã số 59 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. 200k nhá. Mã số 59. Màu vàng này mặc rất sáng da nhá. Mã số 60. Mã số 60. Crop top nha. Mã số 60. Mã số 60 các chị ơi. 52 ký quay đầu ạ. Mã số 60. Cái này trẻ trung đều mặc được hết ạ. Kẻ ô này rất là dễ mặc đồ. Mã số 60. Mã số 60. 60 kèm số điện thoại. Mã số 60 ạ. Mã số 60. Mã 61 mọi người nhá. Hoa này hoa thêu đấy ạ. Mã 61 ạ. Cái này 50 ký hợp đồng mọi người nhá. Mã 61. Mã 61 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 61. Hoa này còn mối hoa theo nhé mọi người nhá. Không phải gắn vào đâu ạ. Mã 61 ạ. Xinh. Mã số 62 nha. Mã số 62 là một chiếc khoác váy nhá. Mã số 62. Mã số 62 này. Khoác váy nha các chị ơi. Khoác váy này rất là xinh. Khoác váy đấy ạ. Mã số 62. Mã số 62 nha. Mã số 62 này. Mã số 62. Đây là khoác nhá. Ơi chia sẻ cho chị nhá. Toán ơi. Mã số 62. Mã số 62 này. Cái này đẹp lắm luôn nha. Mã số 62 này. Mã số 62. Mã 63. Tay mọi người này. Xinh lắm ạ. Mã 63. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mã số 63. Chốt mã cộng
số điện thoại giúp em. Mã số 63. Mã 63. Nem dày lắm ạ. Mã 63. Mã số 63 mọi người nhá. Lên mã số 64 này. Mã số 64 này. Mã số 64 nha. Mã số 64. 55 ký quay đầu ạ. Mã số 64 này. Mã số 64. 55 ký quay đầu, mã số 64. Mã số 64. Mã số 64 này. Cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Em mịn này. Mã số 64. Mã số 64 nha. Mã 65 ạ. Này dáng dài mọi người nhá. Xẻ này. Mã 65 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mã 65 ạ. Cái này 55 cân bắt đầu. Ngắn dài, ngắn dài. Mã 65 ạ, xẻ này. Mã số 66 này. Crop top. Mã số 66 này. Mã số 66 ạ. Mã số 66 nha, crop top nha. Ai vạt. Mã số 66 từ 48 ký quay đầu. 48 ký quay đầu nha. 48 ký quay đầu. 48 ký quay đầu. 48 ký quay đầu này. Mã số 66. À, mã 66 hay 66. Mã số 6 66 nha. 67 mọi người nhá. Mã số 67 ạ. Mã số 67 ạ. Mã số 67. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 67 ạ. Anh nên siêu phẩm. Anh nên siêu phẩm. Mã 67. Dạng xinh lắm ạ. Mã 70. Mã số 71 là một cái áo khoác nhé. Một cái áo khoác này. Mã số 71. Mã số 71 này. Cái này từ 50 ký quay đầu ạ. 50 ký quay đầu nhé. Mã số 71. Mã số 71 này. Mã số 71 ạ. Mã số 71.
72 ạ, 50 ký hết đầu ạ. Mã 72. Dạ, xinh lắm ạ. Cổ tay này. Len này. Len đẹp nha mọi người nhá. Mã 72. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 72 ạ. Mã 72. Xin chào ngoài chỗ cả. Mã số 72 mọi người nhá. Mã số 73 này. Mã số 73 nha. Mã số 73 phi sai. Phi sai nha, mã số 73. Mã số 73. Mã số 73 phi sai nhá các cả nhà ơi. Phi sai này. Mã số 73. Mã số 73 200k. 200k này. Phi sai. Mã số 73. Mã số 74 mọi người nhá. 50 ký hết đầu ạ. Mã 74 ạ. Mã số 74 50 ký hết đầu mọi người nhá. Mã số 74. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã số 74 tay xinh này mọi người này. Mã số 75 ạ. Mã số 75. Mã số 75 nha. Mã số 75 này. Đây là một cái len len mỏng, len khoác nhá. Ở đây 150 này. 150k này. Mã số 75. Mã số 75 150 này. Mã số 75. Mã số 75. Lên siêu phẩm Gucci. Mã 76 ạ. Mã số 76 ạ. Tay này. Mã số 76 ạ. Cái này 55 cân hết đầu mọi người nhá. Mã số 76. Mã số 76 ạ. Mã số 76 55 cân lắc đầu mọi người nha. Mã số 77 ạ. Mã số 77 nhá các chị ơi. Mã 77 này. Mã số 77. Mã số 77 nha, kèm số điện thoại. À, cái này từ 52 ký quay đầu ạ. Mã số 77. Mã số 77. Mã số 77. Mã số 77. Mã 78 mọi người nhá. Mã số 78 ạ. Sau đây. Mã số 78 chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 78. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã số 78. Cái này 55 cân lúc đầu mặc được nhé mọi người nhá. Mã số 78. Mã 78 ạ. Mã số 78 nha. Mã số 79 nha. Mã số 79 này. Mã số 79 ạ. Dáng dài. Cái này mặc quần legging là ok ạ. Mã số 79. Mã số 79 này cả nhà ơi. Mã số 79. Mã số 79 nha. Mã số 79.
chất dày dặn đẹp. Mã số 79. Mã số 79 ạ. Chất len này quá là chất luôn ý. Cái này các chị thao hồ giặt máy giặt không cần phải cho vào túi đâu, không dọa, không bay. Mã số 79. Mã 79. Ôi trời ơi, mỏi chất quá. Mã 80 đi ạ. Cánh rơi mọi người nhá. Tay lửng này. Mã 80. Cổ này có béo không? Mã số 80 ạ. Len dày dặn nhé mọi người nhá. Tay này. Cánh rơi nhé mọi người nhá. Len này nhìn rõ. Nhìn rõ. Mã 80 ạ. Mã số 80 chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 80 ạ. Cái này cánh rơi nhé mọi người nhá. Mã số 80. Mã số 81. Đưa cái đỏ này. Cái đỏ này ai cũng mặc được chị ạ. Em đây. Em đây. Cái đỏ này. Cái đỏ này em bảo rồi, mặc nét in thì đẹp lắm. Cái chất này thì chị tha hồ cho vào máy giặt. Cho vào máy giặt. Cái này mã số 79 đấy. Mã số 79 này. Ha hồ nó không bay đâu, chất này nó không bay đâu chị ơi, em chọn hết rồi. Mã số 79. Mặc quần legging. Size này thì phi size ai mặc cũng được. Ai mặc cũng được, chị Phương Lan yên tâm nhá. Yên tâm. Ai mặc cũng được chị ơi. Bao nhiêu cân? Phi size chị ơi. Khoác mà, cái này khoác không? Cái này là len, len này là mặc quần legging đấy. Từ size M trở lên. Từ trên 50kg, 55kg quay lại. Không to, em mặc lại cho chị xem, em lên còn còn vừa đẹp nữa là chị. Mã này cho anh. Em lên lốt mã này. Chị nhìn em mẫu mặc nhá. Cái này em la lốt đã này. Mã số 80. Mã số 80 này. Cái này từ 45 đến 48 ký này. Mã số 80 này. Mã 81 ạ. Tay này lạ lắm mọi người này. Mã số 81. Nên dày dặn mọi người nhá. Mã số 81. Mã 81 ạ. Đây là chị ơi. Không hề rộng một tí nào luôn. Không hề rộng. Cái này 45 cân nào? 45, 48 cân, 50 cân đổ lại đều mặc được. Đấy. Chị biết em mai bao nhiêu cân không? Em 45 cân. Em này có giãn 55 cân. Ai mặc cũng được mà chị. Em 55 cân đấy. Mã số 79 này. À quên, em 45 cân. Em 45 cân. Chị thấy không? À, nếu mà mặc quần legging nữa thì rất là đẹp. Không phải mặc cái gì nữa, chỉ mặc mỗi quần legging thôi. Mã số 79. Tha hồ giặt không bay không dão. Mã số 79. Được chưa? Đẹp bến tre. 82. Mã 82 mọi người nhá. Len mịn ạ. Cái này mặc xinh lắm ạ. Mã 82 ạ. Chốt mã tổng số phải giúp em ạ. Mã 82 ạ. Chị Phương Lan thế to rồi. Không to. Vậy chị Phương Lan bao nhiêu cân? Chị Phương Lan bao nhiêu cân ạ? Cho cân nặng giúp em ạ. Cái này mặc đẹp lắm mọi người ạ. Mã 79 nên thì ai mặc trả được. Mã 82 ạ. Mã 82, mã 79 là tầm 44 44
45 đến 50 cân mặc là vừa đẹp yên. 45 đến 50 cân. Mã 82. Nõn chuối. Đây, đây là màu xanh lõn chuối nha. Màu xanh lõn chuối này, cả nhà ơi. Mã số 83 này. Mã số 83 này. 55 kg ạ. 55 kg quay đầu nha. 55 kg quay đầu này. Màu rất là độc đấy. 55 kg quay đầu. Mã số 83. Mã số 83 nha. Mã số 83. Áo len là dễ mặc nhất rồi. Chị mặc đỏ ngắn mã 70. Ok, mã 79. Đỏ ngắn á? Đây là đỏ dài mà. Đỏ ngắn thì chắc là cái này. Mã số 80. 80. Mã chị Phương Lan ơi, đỏ ngắn đây này. Đẹp lắm. Đỏ ngắn này. Chị chắc chị cũng 45 cân giống em đúng không? Mã số 80 đây chị nhá. Rồi, ok, chốt cho chị cái ngắn này. Không biết là mã bao nhiêu. Cái ngắn này nha. Chị Phương Lan. Có rồi. Khách mẹ em. Chị Phương Lan. Đúng rồi, ok. Chuẩn 45 ký. 84 à? Mã 84 mọi người nhá. Cái này dáng dài nhá. Màu đen này nó hơi lóa lên là nên mình... Mọi người có nhìn thấy gen không ạ? Gen phía dưới này. Mã 84 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 84 mọi người nhá. Mã 84 ạ. Cái này có tem phía dưới rất xinh đấy ạ. Mã số 84. Mã 84 chốt. Mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 84 mọi người nhá. Ô cái này đẹp này. Nhưng mà không chị Phương Lan ơi, lấy cái này đi. Chị Phương Lan ơi, 45 ký thì lấy cái này đi. Cái này xinh lắm, đứng lên bậc cơ. Mã 84 đây ạ. Phía dưới có gen mọi người nhìn thấy không ạ? Mã 84 là màu đen đẹp này. Xinh lắm ạ. Mã 84 ạ. Mã số 84 mọi người nhá. Mã số 85. Mã số 85. Mã số 85 này. Mã số 85. 50 ký quay đầu. Mã số 85. Mã số 85 ạ. Mã số 85 nha. Mã số 85. Mã số 85 ạ. 50 ký quay đầu. Mã 86 mọi người nha, khoác kéo khóa ạ. Túi này xinh không? Mã 86 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em. Túi này xinh lắm ạ. Mã số 86 ạ. Xinh này có ai chốt không ạ? Mã số 86 túi này. Mã số 86. Cái này khoác bỏ khóa ra khoác cũng xinh ạ. Mã số 86 ạ. Mã 86 mọi người nhá. Xinh lắm ạ. Mã 86 ạ. Chốt mã cổng số điện thoại giúp em ạ. Mã 86 mọi người nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đẹp không lấy tiền. Mã số 87. Không đẹp không lấy tiền. Mã số 87. 45 đến 48 tí nhá. 87. 87 cho Thúy vui. Ờ, mã 80 là mã gì nhỉ? 80 là cái áo đỏ ngắn đấy. Đỏ ngắn à? Đỏ ngắn à? Cho cậu gì? Đỏ ngắn thì như có màu vàng. 87 cho chị Thúy vui này. Chị Thúy vui bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân? Áo nó như thế này cơ mà này, ai mặc cũng được. Cái này là nếu mà mặc theo kiểu mà như các chị nghĩ, em là 45 cân. Thúy vui chốt 87 không? Em lên lại cho mà xem. Sao bây giờ còn 5 năm? 55 cân, à 55 cân. 55 cân thì mặc là nó vừa in đấy. Nó vừa in đấy chị. Đây này, nó còn thoải mái luôn đấy chị ạ. Ai mà cũng được. Nó là theo form người. À, ví dụ như em đã nói rồi, à, theo em là 45 đến 48 ký là như em mặc thôi. 55 cân mặc là còn nó bó bằng. 55 cân thì nó sẽ bó hơn một tí. Theo kiểu ôm sát luôn ấy, theo kiểu thế, giống như body ấy. Vừa chị nhá. Dễ lắm, dễ mặc. Ui giời ơi, được, thế thì quá đẹp luôn. Thế thì quá đẹp, em vừa mặc ngược. Lấy cái này đi, đẹp lắm. 60, mã số 87 cho chị Thúy vui. 88 mọi người nhá, please size nhá. Mã số 88 ạ, à, dáng dài ạ. À. Thẻ này. Mã số 88 ạ. Cái này phải đi sai đấy ạ. Mã số 88 ạ. Quá chốt không ạ? Chị vui lấy. Đây đấy đẹp. Chị cho số điện thoại chưa? Cho số điện thoại giúp em nhá. Chị Thúy vui ạ. Trang cái này mã số 88 ạ. Chị cứ bảo là trang mới cho tôi. Mã số 88 phần đi sai mọi người nhá. Mã 88. Trang mới đấy chị Thúy vui ạ, nhớ cho em số điện thoại nhá. Và địa chỉ luôn nhá, vào inbox ấy. Mã số 88. Dáng dài ạ, xẻ này, xinh lắm ạ. Có lý sai mọi người nhá, mã số 88. Ok, ok, tí nữa inbox em nhá. Mã số 89. Mã số 89 này rất là lạ luôn. Mã số 89 từ 58 đến từ 45 đến 58 ký nhá. Mã số mã số 89. Mã số 89 nhá. À, từ 45 đến 58 ký nhá. Mã 90 ạ. Cái này khoác nhá mọi người nhá. Túi này. Len dày xinh lắm mọi người ạ. Len này. Mã 90 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 90. Cái này 60. 60 cân đổ lại mặc vừa. Đẹp khoác thì nó này. Khoác thì ai mặc vừa ấy mọi người nhá. Mã 60. À quên, 90. Mã 90 mọi người nhá. Tăng lên mà vẫn lạnh nhỉ. Mặc áo len vẫn lạnh. Mã số 90 ạ. Mã số 91 ạ. Mã số 91 nhá. Tắt quạt đi là được. Mã số 91 ạ. Ờ, cái này từ 60 ký quay đầu ạ. 60 ký quay đầu nhá. Mã số 91. Mã số 91 ạ. Mã số 91. Mã số 91 ạ. Tay xinh không? Mã số 91 ạ. Cái này rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 91 này. Mã 92 ạ. À. Khoác xinh lắm mọi người ơi.
Mã số 92 ạ. 91 cho chị Hà Trần. Chị Hà Trần cho em số điện thoại nhá. Mã số 92 ạ. Cái này là cúc bấm mọi người nhá. Mai Thủy cho số điện thoại nào anh kia. Mai Thủy. Chị Hà Trần chốt trước rồi. Chị Hà Trần chốt trước rồi. Mã số 92 ạ. Chị Hà Trần cho em số điện thoại đi ạ. Không em chốt cho chị Mai Thủy nhá. Ok chị Hà Trần nhá. Mã số 92 ạ. Khoác cúc bấm nha mọi người nhá. Túi này. Cái này từ 60 ký quay đầu nhá. 60 ký quay đầu này. Cái này dáng của nó rất là đẹp luôn nhá. Không cần phi cũng được, khoác nhẹ cũng được nhá. Đó. Rất là đẹp. Mã 92 ạ. Cái này xinh này. Mã số 93 nhá. Áo dáng váy luôn này. Mã số 93. Mã số 93 này. Mã số 93. Không đẹp, không lấy tiền. Mã 93 nhá. Mã 93 này. Mã 93 kèm số điện thoại. Mã số 93 các chị ơi. Cái này rất xinh nhá. Mã số 93 này. Mã số 93. Chanel. Mã số 93. Áo Chanel. Mã số 93 này. Mã số 93 60 cân quay đầu nhá. 60 ký quay đầu. 60 ký quay đầu. Mã số 93 này Chanel nhá. Mã số 93 bên trong ấy. Cái này mặc quần bò thì đẹp nhá. Mã 93 các chị ơi. Mã 93 này. Mã 93 xinh chết đi được. Áo Chanel nhá. Mã số 93. 60 ký quay đầu ạ. 60 ký quay đầu đó là áo dáng váy nhá. Áo dáng váy. Áo dáng váy. Cái này chỉ cần mặc quần short ở bên trong xong rồi. Legging là của mặc quần nét ở dưới này nó là giả váy rồi. Mặc legging là đẹp lắm luôn đấy. Mã số 93. Mã số 94 50 cân hất đầu mọi người nhá. Ở dưới này. Xinh lắm mọi người ạ. Mã số 94. Mã số 93 đẹp thế. Mã số 94 ạ. Nen này mọi người này. Nen đẹp cực mọi người ạ. Mã số 94 nhá. Lên siêu phẩm này nhá. Mã số 94 ạ. Mã 94 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Siêu phẩm mã 95. Siêu phẩm 95 này. Mã số 95. 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu nha. Mã số 95. 200k kèm số điện thoại. Mã số 95. Mã số 95. 95 cho chị Mai Thùy này. Mã 95. Chị Mai Thùy nhớ inbox địa chỉ cho em vào fanpage này nhá. Bởi vì đây là trang khác. Trang khác. Em bán quần áo và khăn sẽ sang một cái trang này. Túi sách sẽ là hàng thùng cao cấp. 95 cho chị không theo theo ở những cái chỗ này nhá. Còn đâu ở chỗ này nó là một mặt lỉ ở mỗi cái cánh tay thôi. Còn dưới này là len theo vào đây luôn này. Mã số 95 này cho chị Mai Thùy này. Mã 96 đây mọi người nhá. Mã 96 ạ. Nên. Mã 96 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em. Trung Nam lấy 95. Ai lấy 95 đi chủ đi. Mã 95 chốt cho chị Mai Thùy rồi nha chị Phương Lan nha. Mã số 96 ạ. Mã 96 ạ. Phương Lan rồi chị điện thoại chưa 95. Chị Mai Thùy rồi. Mã 96 ạ. Chị Phương Lan lấy mã khác cho em nhá. 95 hết rồi. Lên mã này nhá. Mã này siêu phẩm luôn này. Đẹp, tuyệt vời, xuất sắc luôn nhá. Mã số 98. Mã số 98 này. 98 này. 55 ký quay đầu ạ. Mã số 98. Mã số 98.
95 hết rồi. Mã số 98 này rất là đẹp luôn. Nghe em nhá, mã số 98 này. Xem màu khác còn. Cái màu này chinh phục tất cả các màu da nhá. Mã số 98 này, 55 ký quay đầu ạ. Mã số 98. Mã số 98. Mã số 98. 99 đấy mọi người nha, cổ lộ ạ. 60 cân bắt đầu ạ. Màu xanh này mặc rất xinh này. Mã 99 ạ. Mã 95 hết rồi nha chị Lệ Lê nha. Mã 99 ạ, 60 cân bắt đầu ạ. Len dày dặn ạ. Len này mọi người này. Mã 99 nha. Cái này đẹp, nổi mặt luôn. Mã số 99 ạ. Tiếp tục lên siêu phẩm này nhá. Tiếp tục lên siêu phẩm này nhá. Mã số 100. Mã số 100 này. Không đẹp không lấy tiền luôn. Mã số 100 nhá. Siêu phẩm luôn này. Cổ tim nhá. Mã số 100. Mã số 100. 60 ký quay đầu. Mã số 100. Mã số 100. Mã số 100 này. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mã số 100. Mã số 100 cả nhà ơi. Mã số 100 này đẹp lắm luôn nhá. 60 ký quay đầu ạ. 60 ký quay đầu. 60 ký quay đầu. 60 ký là ai cũng mặc được. Từ trong vòng đấy là ai cũng mặc được nhá. Riêng em mẫu là 45 ký này. Cao 1m55. Mã số 100 này. Siêu đẹp luôn. Mã số 100. 101 đây ạ. Cái này là lỉ lông nha mọi người nhá. Cái này mặc váy khoác rất xinh ạ. Mã số 101 đây ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. 101 ạ. Mã số 101. Mã số 101 ạ. Lỉ lông mọi người nhá. Mã số 100 đẹp. Mã 101 ạ. Có ai chốt không ạ? Mã 102 này. Mã 102 nha. 200k kèm số điện thoại. Mã số 102. Mịn lắm luôn nhá. Tha hồ giặt. Không bao giờ dão. Không bao giờ xuống. Mã số 102. Mã số 102, 50 ký quay đầu. Mã số 102 nhá. Mã số 102 kèm số điện thoại. Này 55 cân mà. Mã số 102 nhá. 103 ạ. Cái này tay lỡ mọi người nhá. Mã số 103. 55 ký bắt đầu mọi người nhá. Mã 103 ạ. Tay này. Mã 102. 102 cho ai? Ngọc Nguyễn. Chị 1m45 mặc được không? Được chị ơi. Nhá. Vừa luôn. 102 vừa luôn. Cho chị Ngọc Nguyễn nhá. Kèm số điện thoại hộ em với chị Ngọc Nguyễn ơi. Mã 103 có ai chốt không ạ? Cái này 55 ký hết đầu mọi người nhá. Chị Ngọc Nguyễn ơi, chị cứ nhìn thấy em Mai mặc vừa thì là chị mặc vừa nhé. Mã 103. 103 nha mọi người nhá. Tay lỡ ạ. 55 ký hết đầu ạ. 103. Ok chị Ngọc Nguyễn nhá. Cứ thấy em mặc vừa là chị mặc thôi. Em 1m45. Chênh nhau 1-2 ký vẫn mặc được mà. Kể là chênh nhau 5 ký vẫn mặc được. Không không dài. Đây này. Mã số 104. Mã số 104 này rất là xinh nhá. Mã số 104. Mã số 104 này 50 ký quay đầu nhá. 50 ký quay đầu. 50 ký quay đầu. 50 ký quay đầu này. Len chất đẹp lắm luôn nhá. Chất đẹp lắm luôn. Mã số 104. Mã số 104. 105 dáng dài mọi người nhá. 50 ký hết đầu ạ.
Mã số 105 ạ. Mã số 105 ạ. Chị sợ hơi dài. Ngọc Nguyễn. Không dài. Em mặc vừa thì chị mặc vừa. Yên mã số 105 ạ. Lên siêu phẩm nha. Thế này đã đẹp chưa ạ? Mã số 106. Mã số 106 này. Mã số 106 rất là đẹp luôn nha. 55kg quay đầu ạ. 55kg quay đầu. Thực sự là ai mặc cũng được đấy ạ. 106 này. 106 này. Kim Giang. Kèm số điện thoại. 106 này, quá đẹp luôn. Đấy, chất này các chị ơi, chất sướng đời luôn, đã đời luôn. 106 là chị ai chốt mã thì kèm số điện thoại. Không, chị Kim Giang đầu tiên rồi. Ờ, chị Kim Giang có số điện thoại, chốt cho chị Kim Giang. 107 à? 107 mọi người nhá. Phía dưới này. Xinh và lạ lắm ạ, có túi ạ. 107 ạ, đằng sau này. 107 ạ. Mã 107 ạ. Này mặc xinh lắm ạ. Cái dưới này đẹp lắm. Mã 107. Cái này 55kg hết đầu mọi người nhá. 57, 58kg nghĩ mà cũng được đấy. Mã 107. Cái áo ai mắc. Áo ai mắc đấy, áo đây hết rồi nha chị Kim. Em lại có chốt cái áo hai mắc. Đúng rồi. Chốt thêm cái nữa là hai cái. Mã số 108 này, khoác ạ. Khoác nhá. Khoác váy các chị ơi. 108 này. Mã số 108 nhá. Mã số 108. Phi size. Mã số 108 này. Mã số 108 phi size nha. Đẹp, mê ly luôn. Mã số 108. Mã số 108 này các chị ơi. Rất là xinh. Mã số 108 này. Mã số 108. Một 109 ạ. Khoác có khuy nha chị. À, đây này. Đây là cái cúc ạ. 109 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã 109. Mã số 109 ạ. Cái này ai mặc cũng được nhá mọi người nhá. Mã 109 ạ. Hai vàng. Ủa, cái đẹp thế. Cất đi cho em. Khỏi là bán luôn. Để em khoác. Em mặc gì mà. Em lấy. Cất đi. Lên mã số 110 này. Mã số 110 nha. Cái đấy mà anh mặc không được. Mã số 110 này. Mã số 110 nha. 55kg quay đầu ạ. 55kg quay đầu nhá. Mã số 110 này. Mã số 110. Mã số 110 này cả nhà ơi. Mã 110 nha. 111 đây ạ. Cổ lọ mọi người nhá. Giá ngắn ạ. Cái này 55kg hết đầu mọi người nhá. 111 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 111. Em đây một cái siêu phẩm này nhá. Mọi người. Cái này mặc đẹp lắm chị. Cái này không bao giờ ấy. Phải quay máy giặt thoải mái. Mã số 111 ạ. Quan trọng là mọi người không được sờ vào. Cái này quay máy giặt thoải mái luôn đấy mọi người ạ. Mã số 111 ạ. Không biết.
từ 48 kg quay đầu nhá. 48 kg quay đầu ạ. 48 kg quay đầu nhá. Mã số 112. Mã số 112. Thúy Vui 112, cái đẹp lắm Thúy Vui nhá. 113 đây ạ. Mã số 113. Màu này xinh lắm mọi người này. Này ai cũng mặc được nhá. 113. Mã số 113. Phương Nam này lấy cái Mã vừa lấy. Phương Nam chị vừa lấy hai cái. Không. Mã 12 hết rồi chị Phương Lan. Hết rồi. Lên này, mã số 114 này. Mã số 114 từ 48 kg quay đầu nhá. Mã 114 này từ 48 kg quay đầu nhá. Cái này rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu thì em còn không phải nói nữa nhá. Yên tâm. Đấy, chất này mọi người ơi. Mã số 114 nhá, 48 kg quay đầu ạ. 48 kg quay đầu nhá. Màu cực đẹp luôn. Màu cực đẹp luôn nhá. Mã số 114. 115 ạ. Len dày dặn ạ. Cái này 60 kg hết đầu mọi người nhá. 115 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 115. 115 ạ, 60 kg hết đầu ạ. 115. Mã số 115 ạ. 116 này, siêu phẩm này, khỏi phải bàn luôn. Mã số 116. Mã số 116 nhá, lên khoác. Lên khoác. 55 kg quay đầu, mã số 115 nhá. Mã số 115. Mã số 115. Siêu đẹp luôn. Mã số 115. 55 kg quay đầu. Mã số 116 á. 116 đi. À đó. 16 mới lại 115. 115. Mã số 115 đấy ạ. Wait. Cho chị đẹp nhỉ. Tay này. Ai đây? Ai đây? Thu Đỗ, chị Thu Đỗ nhá, kèm số điện thoại cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em. Siêu phẩm luôn. 115 cả nhà. 115. Mã số 115 cho chị Thu Đỗ kèm số điện thoại. Ai kèm số điện thoại nào? Đâu rồi, chị Thu Đỗ không cho số điện thoại, chốt cho người khác bây giờ. Rồi, ok chị Thu Đỗ này. 116 đây ạ. Mã số 116 ạ. Mã số 116. Đẹp nhưng hơi nhỏ à lại đi. Mã số 116 ạ. 55 kg hết đầu ạ. Chuẩn bị em lại lên siêu phẩm nữa. 116 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. 116 mọi người nhá. Em lại lên siêu phẩm nữa này. Cái này thì phi size ai cũng mặc được nhá. Cái dòng này thì phi size ai cũng mặc được này. Siêu phẩm chưa? Siêu phẩm chưa? Mã số 118. Mã số 118 này. Phi size luôn nhá. Ai cũng mặc được. Em 45 kg. Mã số 118. 117 cho Thúy Vui à. Thúy Vui 117 đâu? Đâu? Đây. Thúy Vui 117 hay 118 đây? 118 là màu này nhá. Cái em đang dơ lên này. Còn 118 là em đang mặc nhá. Mã số 118 này em đang mặc. Thúy Vui lấy hai chiếc hay như nào? Mã số 118 này. Chốt thì chốt lại mã số 118 hộ em. Ok, 118 luôn này. 119 mọi người nhá. Cái này 50 kg hết đầu mọi người nhá. Tay này. Mã số 119 ạ.
119 ạ. Mã số 119 mọi người nhá. Mã số 119 ạ, chốt mã tổng số điện thoại giúp em ạ. Lên quả 119 ạ. Lên quả cốm lên luôn này. Cốm đẹp nhỉ. Đây như mã số 119 ạ. Lên em cốm này nha. Mã số 120 này. Mã số 120 nhá. Cái này từ 55kg quay đầu ạ. 55kg quay đầu nhá, màu rất là xinh. Mã số 120. Mã số 120 này. Mã số 120 nhá. Mã số 120. 120 nhá. Mã số 120. Mọi người ơi, len này. Chất này. Yêu lắm luôn ấy. Mã số 120. 121 đây ạ. 50kg hất đầu mọi người nhá. Mã số 121 ạ. Mã số 121 ạ. Tay này. Mã số 121 ạ. Mã số 121, 50kg hất đầu ạ. Đó là dáng suông chị ạ. Chị Phương Lan ạ, xanh là dáng suông. Nên phải mặc dáng suông mới đẹp chứ. Body kiểu suông suông. Ôm sát nó là gọi là body quá. Cái này đẹp này chị này. Chị Phương Lan mặc cái này được ấy. Đây này, áo hai vạt. Áo hai vạt ấy. Cái kiểu này thì nó trẻ này. Mã số 122 nhá. 122 này, mã số 122 nhá. Mã số 122 ạ. Từ 48kg quay đầu. 48kg quay đầu nha. 48kg quay đầu. Cả nhà ơi, 48kg quay đầu nha. 48kg quay đầu nha. Mã 129 ạ, cổ V mọi người nhá. Mã số 129 ạ. 55kg hết đầu ạ. Mã số 129 ạ. Cái này đẹp đẹp đấy. Cái lạ này. 50kg quay đầu này, mã số 129 này rất là đẹp luôn nhá. Mã số 129 này, 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu. 50kg hơn một tí cũng được ạ. Mã số 129 nhá. Mã 129, mã đẹp. Lên một siêu phẩm nữa này. Siêu phẩm của dáng bomber này. Cái này nho nhỏ thôi nhá. Cái này dành cho 48 đến 45 đến 48kg thôi nhá. 48kg quay đầu ạ. Mã số 130. Mã số 130 nha. Mã số 130 nha. Mã số 130 này. Cái này ôm sát luôn này. Mã số 130. Mã đẹp số nhé. 130 rất là đẹp luôn. Cho chị Ngọc Nguyễn này, 130 này. Mã 131 ạ. Tay rộng nha mọi người nhá. Mã 131. Mã 131 ạ. Mã số 131 ạ. Cái mã 131 này đẹp đấy cả nhà ơi. Tay suông đấy, tay suông đấy. Tay suông rộng. Mã số 131. Đâu? Đâu chị chưa? Không, chị Ngọc Nguyễn được ấy, chị Ngọc Nguyễn nha. Lấy mà chị không lấy thì nhường cho chị Phương Lan nha. 130 nha, cho chị Phương Lan nhá. Được chưa? 131 ạ. Chị Phương Lan chị thích body thì em sẽ chốt cho chị Phương Lan.
Trần Thị Nguyên. Cho chị Phương Lan đi. Em bảo chị là 45-48. Không, chị Ngọc Nguyễn chị lại lấy. Vừa là vừa lại còn. Em bảo người em là 45-48kg là len này em mặc được. Thì em cứ... Hai chị ơi, cái này này. Hai chị ơi, cái này đây này. Cái này là cái đẹp này. Mã số 132 nhá. Mã số 132 này. Mã số 132 này. Cái này rất là đẹp luôn. Chữ này. Mã số 132 nhá. Cái này cũng từ 48-45kg thôi nhá. 45-48kg thôi nhá. Mã số 132 nhá. Mã số 132 này. Cái này da nào cũng có thể mặc được này. Mẫu vừa thì các chị vừa này. 133 mọi người nhá. Cái này mặc áo sơ mi bên trong rất đẹp này mọi người này. Len này. 133 ạ. 50kg hết đầu ạ. Mã 133 ạ. Mã số 133 ạ. Mã số 133 mặc áo sơ mi bên trong rất đẹp nhá. Mã số 133 ạ. Chốt mã cổng số điện thoại giúp em ạ. Đẹp lắm mọi người ơi. Mã số 133. Mã 133 ạ. Phương Nam kêu chán. Mã số 133. Có chị nhanh tay lên. Chị Phương An mới lấy ra mã khác giúp em nhá. Toàn mã đẹp em bảo chị lấy thì chị không lấy. Mã số 133. Xinh này mà không ai lấy à. Mã mẫu đang mặc cũng đẹp luôn này. Cái nào cũng xinh này. Lên một siêu phẩm nữa nha. Không đẹp không lấy tiền. Cái này là áo khoác nhá. Áo khoác này. Cái áo này nó có mũ. Có mũ các chị ạ. Áo khoác này. Màu rất là trẻ trung luôn. Màu màu hơi tím tím. Màu hơi tím nhá. Áo khoác này phi size nhá. Phi size. Phi size luôn này. Ai cũng mặc được. Mã số 134. Mã số 134 nhá. Mã số 134 này. Cánh rơi này. Xinh lắm. Mã số 134 rất là xinh. Mã số 134. Mã 134 này. Cả nhà ơi. Mã số 134. Sang trọng lắm. Mã số 134. Mã 135 ạ. Mã số 135 ạ. Mã số 135. Cổ lọ mọi người nhá. Mã số 135. Cái này 60 cân hất đầu nhá mọi người nhá. Mã 135 ạ. Mã số 135. Em ưng cái chất rồi. Ưng cái chất quá. Mã 136 này. Mã 136 nha. Mã 136 50 cân quay đầu. Mã 136 nha. Mã số 136 len mịn. Rất là thoải mái luôn. Mặc rất là thoải mái luôn nhá. Mã số 136 nhá. Mã số 136 các chị ơi, màu đen. Mã số 136. Mã số 136. 137 đây ạ. Cái này có túi ở ngực này. Xinh lắm mọi người ơi. Mã 137 ạ. 55 kg hết đầu ạ. 136 chốt cho chị Ngọc Nguyễn. 136 cái vừa lấy đấy. 137 ạ. Cái này có túi đằng trước này. Mã số 137 ạ. 136 này chốt cho chị Ngọc Nguyễn này. Đẹp. Lên một siêu phẩm nữa nha. Ngọc Nguyễn ơi, lấy cho chị con tiền bao nhiêu này. Chị ơi, chị Lan ơi.
kiếm đấy con này này, mặc được này. Em bảo thật đấy. Đây, mã số 137 nhá. À, mã số 138 nhá. Mã số 138. Em đã nhường cho chị Lan này. 137 cho chị Thùy Vui. Đây. 37 là đây chứ. Chờ, chốt 136 đúng không? 37 đây. Rồi chốt, thôi cho chị Phương làm một cái đi. Chị đợi mãi. 38 à? 138 nha mọi người nhá. Cái này là váy à? Cái này là dáng váy. Chị ơi, xinh lắm mọi người ơi. Cái này rất đẹp nhá, mã số 139 này, mẫu lên rất đẹp nhá. Từ 48kg quay đầu. 48kg quay đầu. 138 mọi người nhá, 48kg ở đầu ạ. 138 ạ, ở phía dưới này. Xinh lắm ạ. Mã số 138. Xinh nhỉ? Mã số 138 ạ, 48kg ở đầu ạ. Xinh đẹp không ai chốt ạ? 139. À xin lỗi mọi người, mã số 139 nhá. Mã số 139 ạ. 137 là cái này à? Của ai? Của chị ấy mà. Chị nào? Cái này Kim Giang chốt kìa. Không phải, không phải. Chắc là nhầm hết số rồi. 137 hết rồi chị Kim Giang nhá. Áo đó của chị chứ. Ờ. Của chị em vừa đọc chị Phương Lan mà. Chị Phương Lan là 137 chốt cho chị Phương Lan rồi ạ. 138 cho chị Phương Lan. Thế 137 đâu? Dựa lên xem có phải không? Cái này là 137 137 137 chị nhầm số. Có phải mẫu này không ạ? Đúng rồi. Đây em xin cho. Của Thùy Vui. Đây. Của Thùy Vui. Của Thùy Vui, của Thùy Vui, của Thùy Vui. Cái lâu chị Vương Lan lại chậm rồi. Của Thùy Vui nhá. Cái lâu của Thùy Vui. Cái này xinh này không ai chốt à? Tại chị cứ chậm. Cái này phía dưới xinh lắm mọi người ơi. Vui. Đây, em toàn lên siêu phẩm thôi. Em toàn lên siêu phẩm nhá, yên tâm. Tay đẹp luôn này. Ờ, cái này siêu phẩm chỉ có em vừa thôi. Nhưng mà các chị ý kiện em. Chị Phương Lan ạ, à, em cũng muốn cho chị lắm. Mỗi tội các chị cứ kiện em thôi. Nhanh tay hộ em nhá. Nên đánh ra chốt cho Thùy Vui. Thùy Vui là đúng luôn. Bảo Thùy Vui nhường cho. Ờ đây nhá. Lên một mẫu này, mã số 139 140. Mã số 140 này, mã số 140. 48 ký quay đầu nhá. 48 ký quay đầu. Mã số 140. Khổ lắm. Mã số 140. Đây này, đẹp như thế này. Mã số 140 nhá. Em toàn lên siêu phẩm thôi. Siêu phẩm là toàn em bé bé con mặc đây này. 60 cân. Đấy khoác đi sai. Mã số 140 này rất là đẹp cả nhà ơi. Rồi ạ. 140 đẹp như thế này thì không ai biết mà chốt này. Dáng đẹp. Dáng đẹp. Chữ cũng đẹp. Mã số 140 chị Phương Lan lấy cái này đi. Không phải tranh nhau. Thật sự là như thế, không phải tranh vừa cướp với ai cả. Mà đẹp như thế này. 141 khoác dáng dài nhá các bạn chị. Mã số 141 ạ. À, ai cũng mặc được ạ. À. Mã số 141. Cái này có cúc nhá mọi chị nhá. 141 ạ. À. Mã số 141 ạ. À. Có đây. Túi mọi người nhá. Mã số 141 ạ. À. Ai chốt không ạ? À? Ghét em rồi kìa. Ghét em đấy. Xinh không? Mã số 143 này cả nhà ơi. Mã số 143 nhá. Mã số 143 50 ký quay đầu.
lắm. Mã số 143. Mã số 143 này. Mã 144 ạ. Xinh không mọi người ơi? Mã số 144 ạ, 50 cân bắt đầu ạ. Mã 144. Mã số 144, 50 cân bắt đầu mọi người nhá. Mã số 144. Nem này. Cái này hơi bị to nhá. Cái này hơi to này. Cái này 58 đến 60 kg này, 58 đến 60 kg nhá. 58 đến 60 kg này. 55 đến 60 kg này. Siêu đẹp luôn, siêu phẩm luôn chứ không phải siêu đẹp nữa. 60 kg quay đầu nhá. 60 kg quay đầu, mã số 146. Mã số 146 này. 60 kg quay đầu nhá. Mã số 146. Mã số 146. 146 này. Chất thì thôi rồi luôn. 146 cho chị Lệ Lệ này. Mã 147 ạ. Thế sao em cứ lên siêu phẩm luôn ấy. Xinh lắm mọi người ơi. Tay này. Cái này 60 kg hết đầu mặc vừa. Dáng rộng nhá. Cái này cũng đẹp này, mẫu đang mang cái áo vàng cũng đẹp lắm luôn ấy. 147 ạ. Mã 147 ạ. Xinh không? Tay này. Mã số 147 ạ. 63 kg mà vừa không em. Thoải mái luôn. Thoải mái chị Ngọc Nguyễn nhá. Mã số 147. Cái này đẹp lắm. Nó này xinh lắm ạ. Mã số 147 ạ. Có ai chốt không ạ? Mã số 147 nhá. 60 kg hết đầu ạ. Siêu phẩm của em nữa này. Mã số 148. Mã số 148 nhá. Mã số 148. 55 kg quay đầu. Mã số 148. Mã số 148 nhá. Mã số 148. Mã số 148 nhá. Len siêu mịn luôn nhá. Mã số 148. Mã số 148 này. 148. Chị Mộc Anh. Mã số 148, Mộc Anh kèm số điện thoại. Chị Mộc Anh kèm số điện thoại. 149 ạ. Mã số 149 ạ. Mã số 149. Mộc Anh cho số điện thoại nhá. Không cho số điện thoại, em cho người khác nhá. Mã số 149 ạ. Một bốn chín ạ. Ok chị Mộc Anh nhá. Mã số 149. Lên một em dáng bumper nữa này. Mã số 150 nhá. Mã số 150 này. 48 đến 45 kg nó vừa nhá. 45 đến 48 kg nó vừa nhá. Mã số 150. Mã số 150 nhá. 48 kg. 48 đến 50 kg là ok này. 48 đến 50 kg là ôm sát luôn nhá. 150 này, Ngọc Nguyễn này. Chị Ngọc Nguyễn nhá, chốt nhiều mà hủy một cái nào của em, xả một cái nào của em là em xả hết nhá. 151 ạ. Dáng dài mọi người nhá. Mã số 151 ạ. Mã số 151. Chốt mã tổng số điện thoại giúp em ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mã số 151 ạ. 151 mọi người nhá. Chị có được 50 cơ. Chị Ngọc Nguyễn được 50. Được 150.
Đây. Mã số 152 nhá. Mã số 152. Dáng dài mặc legging đây ạ, mặc quần legging nhá. À, từ 50 kg quay đầu ạ, 50 kg quay đầu nhá. 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu nhá. Đấy các chị ơi, chất này. Chất len này. Chất len của nó đẹp lắm luôn đấy. Mã số 152. Đúng không? 152. Siêu phẩm nha mọi người nhá. Mã số 153. Váy. Cái này là váy ở bên dưới này. Mặc sơ mi bên trong. Mã số 152 ạ. 55 kg. 55 kg ở đầu là mặc vừa đấy ạ. Mã 53. Số 152. Mã số 153. À 153 mọi người nhá. Mã số 153. Xinh lắm mọi người ơi. Dưới tui đua này. Mã số 153. Váy đây, váy len đây. Đẹp. Mã số 153. Xinh lắm. 153 có ai chốt không ạ? À? Mã số 153. 50 kg quay đầu. 50 kg hất đầu. Mã số 153, 50 kg hất đầu mọi người nhá. Mã số 153. Thế à, số ơi. Bị nhầm đấy chị ạ. Em lại lên siêu phẩm nữa này, chị Phương Lan này. Đấy. Mã số 154 này. Mã số 154. 55 kg khoai đầu. 55 kg khoai đầu nhá. Cả nhà ơi. 55 kg khoai đầu. 55 kg khoai đầu nha. 55 kg khoai đầu này. Mã số 154. Mã số 154 nha. Cái váy vừa rồi đẹp như thế không ai biết là chỗ. 155 ạ. Dáng này free size mọi người nhá. Mã số 155 ạ. Mã số 155. 155 mọi người nhá. Mã số 155 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Em đi chọn áo cho chị Phương Lan đây. Mã số 155 ạ. Mai đi chọn áo cho chị. Em đang chọn áo cho chị Phương Lan đây. Mặc cái áo Gucci này. Ôi, siêu phẩm đẹp. Xinh. Gucci nha. Gucci nha. Nó không phải là dáng ôm mà nó là dáng dành cho người từ 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu nha, 60 kg quay đầu luôn này. Mã số Mã số 157. Mã số 157 nhá. Cho chị. Mã số 157 chốt theo mã số chị ơi. Mã số 157 nhá. Mã số 157. Mã số 157. Còng V53. Thế thì em cho chị Lệ Lệ. Bởi vì ở ở đây bình thường là em là lùn nhất rồi. 157 cho chị Lệ Lệ đi. 64 thì không, không vừa đâu. Chị Lệ Lệ thì chị vừa. Chị 1m60. 60 đến 62 thì chị mặc vừa. Chị Lệ Lệ. Một em siêu phẩm nhá mọi người nhá. 158 ạ. Mã số 158 ạ. Này ai 158. Mã số 158 ạ. Tay
tay xinh lắm mọi người ơi. Mã số 158. Mã số 158 ạ. Xinh này mà không ai lấy à? Mã số 158 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 158 mọi người nhá. Cái này chị Phương Lan mặc được này. Hỏng môi. Ừ. Rồi thôi. Cái đấy không bán đâu nhá. Ai ạ? Ờ cái này chị Phương Lan vừa này. Cái này 48 đến 45 ký là ok này. Màu rất là đẹp luôn. Màu cà phê nhá. Màu cà phê ai cũng mặc được này. Mã số 160. Mã số 160 khỏi phải nghĩ luôn. Mã số 160. Cái chất của nó này. Mã số 160. Mã số 160 nhá. Mã số 160. Mã số 160 chị ơi, chị Ngọc Nguyễn này bé thế à? Chị bé thế à? Cho chị Ngọc Nguyễn này 160 này. Màu đẹp chết luôn. 161 mọi người nha. Mã số 161 ạ. Len dày dặn mọi người nha. Mã số 161. 161 ạ. Vừa nha chị Ngọc Nguyễn nha. Mã số 161. Toàn siêu phẩm. Toàn siêu phẩm. Ai ở với em cuối là toàn siêu phẩm nhé. Bốn mươi tám ký vừa chị ơi, em đọc 48 ký vừa, yên tâm là vừa. Đây nhá, cái này 50 ký này, nhung kiểu 162. Cái nào 162? Cái này à? Nhung Kiều lấy 162 à? 162 là cái này. Ok đúng chưa? Đúng chưa Nhung Kiều ơi? Cái hồng đang mặc. À thế à? Ô chết mất đi. 162 là cái em đang mặc đúng không? Em còn không nhớ luôn. Cơ bản là chưa đọc mã. Cơ bản là chưa đọc mã đâu. Mã số 163 đây ạ. Vừa đi sai mọi người nhá. Mã số 163. Nhung Kiều chốt kia hồng rồi luôn. Nóng ruột. Mã số 163 mọi người nhá. Cái này phần ghi sai nhá. Mã số 163. Nói chốt không ạ? Mã số 163. Chị hơn em đọc hơn 5 ký. Cái này là của khách rồi nhé. Có cái 102 con bé xong nó kêu sợ dài nhá, con nào yêu không nhỉ? 102. Ừ. Chị vẫn nhớ cái 102. Không. Đẹp quá, 16 đẹp. Áo đẹp nhỉ? Áo đẹp. Gọi mấy đứa mà đứa nào nó cũng bận không đứa nào đi được. 164 mọi người nhá. Thế lại xinh này. Hôm nay mặc rất sáng ra đấy ạ. Mã số 164. 50 ký hết đầu ạ. Chị em mình nối đi nhau. 164 ạ. Mã số 164 ạ. 164 rất đẹp luôn này. Biết mã luôn rồi. Mã số 164 qua chốt không ạ? Mã số 164 ạ. Em có cái giọng like rất là đáng yêu. Bình thường thanh cứ cho chỏa đúng không? Không phải nó kiểu nó đáng yêu. Xin
Siêu phẩm này nhá, siêu phẩm này dành để tặng cho khách hàng không bán luôn nhá. Cái này không bán nhá. Siêu phẩm này em chỉ để dành tặng cho khách thôi. Nhớ chia sẻ cho em đến livestream là em sẽ tặng cho mọi người nhá. Được chưa? Em đã thử lên một siêu phẩm này. Không biết là sẽ thuộc về ai đây. Cái đấy chị tặng luôn nhé chị nhá. Mã số 165 đây ạ. Giờ làm cái này cho số điện thoại à, cho số điện thoại luôn rồi. Cho số điện thoại không được. Cái đấy chỉ được tặng luôn nhá chị nhá. Chị Hà Nguyễn chốt sang mã khác cho em nhá. Nhớ chia sẻ bài viết. Chia sẻ cho em ạ. Mã số 165 ạ. Cái này 60kg hết đầu ạ. Mã số 165 ạ. 166. Mày có biết chị đang ở đâu không? 165. Mã số 165 mọi người nhá. Chỗ bán túi ấy. Chị chia sẻ rồi tặng chị nhé 165. Lát nữa. Ôi, nhiều áo đẹp á. Này cái này mà biết rồi cái này em mặc. Lát nữa nhá chị Ngọc Nguyễn nhá. Mã số 165 ạ. Ai chốt mã này không ạ? Cái bạn chủ bạn đang thử. 60kg hết đầu ạ. Mã số 165 ạ. 200. Mã số 165. 205 cái. Nếu thêm mà mua nhiều lắm thì nên mình mê lắm. Em lên mẫu này nhá, siêu phẩm này. Mã số 166 này. Mã đấy nhá, cái đấy đẹp lắm. Mã số 166. Chị lấy cái này luôn à? Rồi, ok chị. Cái này đẹp lắm. Cái này người em mặc thì đẹp tuyệt luôn. Nhìn nó. Nhìn ở ngoài mê cực kỳ. Chị ở nhà xong rồi chị bấm lên, chị bảo anh là chở ra, anh bảo anh buồn ngủ hết thôi em đi một mình. Khách thấy chưa? Cuồng luôn. Để chị xem xong kẹo chị gọi lại nhá. Nhá. Chị cứ chốt thoải mái đi. Con này nó hỏng với chị ăn mặc lắm. Nó chỉ chị đến đây chị mới biết thôi chứ. Cái này anh xinh này chị này. Cái này em. Tại vì chị Tháng cũng lắm. Lớn rồi chị mặc thế nào đó. Mã số 168 nhá. Mã số 168 dáng dưới này xuông này. Dáng dưới xuông nhá. Các chị cứ để cho nó thoải mái xuông thôi, nhìn nó mới đẹp luôn nhá. Em đang thử đây. Mã số 168. Mã số 168. Không đẹp không lấy tiền. Mã số 168 này. Bao từ 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu. Đây chị chọn đi. 169 ạ. Mã số 169 ạ. Cái này xinh trẻ trung này mọi người ơi. Mã số 169 ạ. Cái này em khoác được nhá. Mã số 169. Lên mất bao nhiêu đúng không? 169 ạ. Mã số 169 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 169. Bây giờ chưa được. Rồi. Tí nữa em sẽ đọc xem là ai sẽ cuối giờ ai chia sẻ. Ai chia sẻ, không chia sẻ trên trang cá nhân của mình ở chế độ công khai là không được đâu nhá. Cái này 45 đến 48 kg thôi nhá. 45 đến 48 kg này, dáng body nhá. Tay của nó này. Tay bồng này, rất yêu luôn. Mã số 170. Chọn lấy đầy cái đẹp chưa lên đâu. Mã số 170 ạ. Mã số 170 cho chị Mai Thùy này. Đẹp quá. 171 ạ. Chị Mai Thùy này. 52kg hết đầu mọi người nhá. Mã số 171 ạ. Xinh lắm ạ. 170 cho chị Mai Thùy ạ. Mã số 171 ạ. Chị Mai Thùy cho em số điện thoại nhá. Chị Mai Thùy ơi, lấy luôn cái này đi này. Cái đẹp lắm luôn này. Mẫu đang mang ấy. Mã số 171 ạ. 171 ạ.
52, 53 ký hết đầu mọi người nhá. Em hết hàng ngoài dưới. Mã số 171. Xinh lắm mọi người ơi. Mã số 171 ạ. Bán này bán 200 đôi giày. 171. 52, 53 ký hết đầu ạ. Mã số 171. 171 ạ. Em đây. Bao nhiêu cân á? Alo, cái này á. Cái này 52, 53 ký hết đầu mọi người nhá. Cái này chị mặc được. Chị ơi, mã 71 này, chị mặc được, chị Phương Lan ơi. Chị cũng 45 ký, chị đang mặc đây này, 45 ký người, chị đang mặc 45 ký đây này. Xinh lắm ạ. Xinh lắm. 171 đây ạ. Dáng này thì yên tâm là ai cũng mặc được, chị cũng bé bé là mặc được. 40 ký đến 52, 53 ký là mặc được. Đó là mã số 171 ạ. Đẹp. Lên siêu phẩm này, dáng váy nhá. Ờ, nó là váy luôn đấy ạ. Đây này. Nó là kiểu chéo nhá. Chị Phương Lan có lấy cái này không? 171, chị Phương Lan có lấy không? Cái này nhá. Từ 60 ký quay đầu nhá. 60 ký quay đầu nhá. Yên tâm, đẹp luôn. Thổ cẩm. Mã số 72. Quên 172. Mã số 172 nhá. 172 cực kỳ siêu phẩm đẹp luôn này. Màu cũng nhã luôn đấy. Mã số 172. 172. 172 chị Lệ Lệ cho chị coi cái đỏ đen trên ghế. Mặc mẫu mặc. Cho chị Lệ Lệ cái này nhá. Ủa chị Lệ Lệ ơi, về nhà yêu luôn đấy. Xinh nhỉ. Bao nhiêu? 173 đi. Mã 173 nhá mọi người nhá, dáng dài ạ. Lệ Lệ. Mã số 173. Đỏ đen. Mã số 173. Cái này chắc ai mặc cũng được. To to tí là thành dáng body đấy ạ. Mã số 173. Đấy. Chơi lắm. Nên đẹp lắm mọi người ạ. Nên này. Mã số 173. Vin ơi. Đây, cái đỏ đen trên kệ đây nhá. Đẹp chưa? 60 ký quay đầu ạ. 60 ký quay đầu nhá. 60 ký quay đầu các chị ơi. Không đẹp không lấy tiền. Cho em cái đỏ mã 1, đỏ đen mã 174. Ok, Hà Nguyễn. 174 đây nhá, em đang mặc đây nhá. Xinh quá. Một 174 này cho Hà Nguyễn này. Cái này cũng đẹp này mọi người ơi. 175 nhá. Mã số 175 ạ. 50 ký hết đầu ạ. Mã số 175 ạ. Mã số 175. 50 ký hết đầu mọi người nhá. Mã số 175 ạ. Cái này bữa đầu tiên này đúng không? Xinh quá. Nhưng mà không ai biết mà đấy. Mã số 175 ạ. Mã số 175, 50 ký hết đầu mọi người nhá. Không, cái này chỉ 45 đến 48 ký thôi. Cái này 45 đến 48 ký thôi. Vì nếu mà mặc ấy quá là body quá. Bó mà nghe này. Ai mà mặc được nhưng mà mặc nó thoải mái. Mã số 175 ạ. Gấu trước ngực này. À đâu. Mickey. Mã số 175 ạ. Ôi em hỏi quá. Mã số 176 này. Mã số 176 nhá. Siêu phẩm luôn này. Mã số 176, 50 ký quay đầu ạ. 50 ký quay đầu nhá. Mã số 176. Mã số 176. Mã số 176 nhá. Cái này không ai chốt thì cất đi cho chị nhá. Mã số 176 nhá. Đam này. Nên đam đấy ạ. Đẹp lắm luôn.
Mã số 176. Đẹp. 177 đấy ạ. 176 chốt cho chị Kim Giang. Chị Kim Giang cho em số điện thoại nhá. Kim Giang 176. 177 ạ. Mã số 177 ạ. 174 cho bà cùng Ngọc Nguyễn. Ghi 174 cho bà cùng Ngọc Nguyễn. Ok chị Hà Nguyễn nhá. Mã số 177 ạ. Mã số 177 ạ. Chị cứ thích cái đấy. Mã số 177 mọi người nhá. Mã số 177. Mã số 178 này. 45 đến 48 ký ạ. 45 đến 48 ký thôi nhá. Mã số 178. Mã số 178. Mã số 178 các chị ơi. Mã số 178 nhá. 45 đến 48 ký này. 178 các chị Hà Nguyễn này. Ok. Hai người ship chung à? Hai người ship chung à? Rồi rồi rồi, em sẽ biết rồi nhá. Em ghi cho chị Hà Nguyễn đấy. Tích ra đây là được. 178 này cho chị Hà Nguyễn này. 179 ạ. Mã số 179 ạ. Nếu mà có cái măng tô dài màu đen đấy chị thấy. Có đen ạ. Ừ, mang tô dài màu đen. Mã số 179 mọi người nhá. Con nhỏ thì đấy. Thì cứ dặn thế. Ok chị Ngọc Nguyễn ạ. Mã số 179 ạ. Cái này bạc xinh lắm mọi người ơi. Mã số 179. Mã số 179. 50 ký hợp đồng mọi người nhá. Mã số 179 ạ. Chị Ngọc Nguyễn này. Ôi cái này xinh quá. Chị Ngọc Nguyễn lấy cái này nhá. Ok. Mã 181 đây ạ. Mã 181. 50 ký hợp đồng mọi người nhá. Mã số 181. Mã số 181 ạ. Chốt mã tổng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 181. Em lên một siêu phẩm này nhá. Mã số 181. Đỏ nhá. Lên siêu phẩm này đỏ luôn này. Lên siêu phẩm đỏ luôn nhá. Lên siêu phẩm đỏ này luôn. Cái này các chị ơi, cái này đẹp lắm luôn nhá. Nghe em Mai nhá. Cái này từ 48 đến 45 đến 48 ký thôi nhá. 45 đến 48 ký này. Cổ thoải mái luôn ạ. Không sợ bị trễ đâu ạ. Đó. Cái màu này không? Mã số này 182. Mã số 182 này. Yêu lắm nhá. Mã số 182 rất là yêu này. Mã số 182 nhá. Mã số 182 các chị ơi. Ngày hôm nay nếu mà xả thì sẽ bị không chốt nữa. Cái đấy đẹp thế mà chị. Xả đi. Xả thì em sẽ không chốt cho chị nữa đâu. Nên chị lấy hai cái đỏ đi. Chị ạ.
một hai cái cùng đẹp luôn, hai cái cùng đẹp đấy. Phương Lan này 182 chị Phương Lan này. Xả là em sẽ không ấy đâu, đây là chốt cho chị hai cái 183 dáng dài nhá mọi người nhá. Mã số 183. Mã số 183. Chẳng qua là khách không được. Chị Phương Nam chốt mãi không được. Mã số 183. Đây là này chị ơi. Đây. Mã số 183. Mã số 183 đây ạ. Không được, ưu tiên đâu chị ơi. Chốt là chốt lấy luôn cả hai luôn. Mẫu này nha, 50kg quay đầu nha. Xinh luôn, 50kg xinh luôn, 50kg xinh luôn. Mọi người nhớ chia sẻ cho em để lấy siêu phẩm nha. 50kg này. Bao nhiêu? Mã số 184 này. Mã số 184. Mã số 184. Lên siêu phẩm đi. Mẫu lên siêu phẩm này nhá. Siêu phẩm của Pamper này nhá. Thực sự là quá đẹp luôn này. Lên siêu phẩm đi. 185 đây mọi người nhá. Cái này 60kg hết đầu ạ. Mã số 185 ạ. 185 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 185 ạ. Mã số 185 ạ. Mã số 185 đây ạ. 60kg hấp đầu ạ. Mã số 185 ạ. Mã số 186 nhá. Cái này nhỏ nhỏ cho chị. Cho chị đi. 186 à? Nhìn em thử cho đỡ lắm. Vậy người nó nhỏ hơn rồi chị. 186 ạ. Mã này xinh lắm mọi người ơi. Mã số 186 ạ. Này cài cúc cũng xinh mà khoác cũng xinh nhá mọi người nhá. Mã số 186 đằng sau này. Mã số 186 ạ. Này ai khoác cũng được mọi người nhá. 50kg quay đầu. Xong chưa? Mã số 186 ạ. 186 có ai chốt không ạ? Siêu phẩm đấy. Mã số 186 ạ. Không nhìn gì à? 186 mọi người nhá. Không dài. Áo bao mà gấu mà đã mặc lên đồng. Mã số 186 ạ. Chị thì thích bó, em thì cứ thích rộng. Mã số 187 nhá. Mã số 187 là khoác nhá, khoác choàng. Khoác choàng phi sai. Bé nhất người nhỏ nhất cũng khoác được mà to nhất cũng khoác được. 186 à? Cho xe lại một cái tắm. Đưa khoác cho. Đây đây. Cái này đẹp lắm luôn. Này, cái này tay đẹp lắm. Tôi còn lấy cái cổ tim không? Đây ạ. Cái trước ạ. Trước là cái nào ạ? À, cái đấy á. Ai độc quyền thôi một bản. Phải cái này không ạ? Phải cái này không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Cái này đẹp. Lấy cái này nhá. Vâng, em phải thích hoành tráng cơ. Đây chị ơi. Cái này đẹp lắm. Cái này đẹp, đẹp cực luôn. Vâng, em tôi
Mã số 187 nhá. Mã số 187 dáng cánh rơi phi sai luôn. Dáng cánh rơi phi sai luôn nhá. 187. Mã số 187 nhá, 200k. Ở nhà chốt được cái này thì mới phải phi đến này. Mã số 187 này cả nhà ơi. Mã số 188 ạ. 55 ký bắt đầu là vừa. Mã số 188. Tay hoa theo nha mọi người nhá. Mã số 188 ạ. Con này nó lùn. Nó lùn lắm. Lùn thì áo bông ơi. Sáng ngày nào bông ơi lùn. Nhưng mà dài. Không vừa, cái này nó không vừa đâu. 186. Chị mặc phải ngắn không? 186 là cái này. Có phải cái này không hả chị Trần Thoa? Phải cái này thì ok cho em nhá. Chụp màn hình này. Mã số 188 ạ. Cái này nhá, đi làm mặc áo sơ mi. Cái này theo ở trên theo nhá. Cái này là theo đấy ạ. Mã số 188. Em đi làm em mặc áo sơ mi ở trong. Mặc áo sơ mi bẻ cổ ra ấy. Đẹp lắm. 187 chốt cho chị Trần Thoa. Có số điện thoại đi ạ. Chị chốt 187. 187 đây nhá. Chốt cho chị Trần Thoa này. Chốt chị Trần Thoa nhá. Kèm số điện thoại của em nhá. Trần Thoa ơi. Kèm số điện thoại của em nhá. Áo rất là mới. Thế tôi mới được có mỗi một cái. Tôi đã được cho bà ba cái rồi đấy. Tôi cứ cắm đầu tôi tìm cho em tôi thôi. Ờ, cái này 60kg nhá, 60kg ạ. 60kg này các chị ơi, 60kg nhá. 60kg này. Không. Ship hàng. Em có số ship hàng không? Là như nào? Em chẳng hiểu chị Trần Thoa. Tìm tiếp nhá, xong tí gọi nhá. Chị Trần Thoa ơi, tóm lại là chị chốt hộ em thì chốt mã số 187. Mã số 187. Chị chốt 187 mà. Đây đây. Đây là 187. Đây là mã 187 em đang dơ lên này. Đây đấy cái này. Cái này là mã số 186. Cái này mã số 186 này. 186 đây. Vâng. 186 đây. Mã 87 là kia. Tốt nhất là chị chụp lại màn hình của em cái nào nhỉ? Cái xanh hay cái trắng vàng cái kem. Đây, mã số 187 đây. 187 là đây. 187 đây. Hộ em cái. 186 đây, chốt mã nào? Mã 187 nhá. 190. Mã số 190 ạ. Mã số 190 ạ. Chị chốt mã số 187. 187 Trần Thoa đúng không? Rồi ok chị Trần Thoa. Mã số 190 ạ. Cái này dáng tay rộng nhá mọi người nhá. Mã số 190 ạ. 55 ký bắt đầu ạ. Mã số 190. Đẹp. Cái đấy, cái đấy, cái đấy. Nó phải thích phải độc đáo cơ. Thích màu sắc cơ. Lên siêu phẩm các chị ơi. Màu màu xinh. 48 đến ok, kem lâu ok. Cái này xinh này. Cái này từ 45 đến 48 ký thôi nhá. 45 đến 48 ký. Em mặc ngược. Em mặc ngược rồi. Em thử lại. Không cái kiểu nó thấy đau. À không phải. Kiểu nó thế. Bao nhiêu 191 à? Em được, em mặc ngược. Mã số 192 đây mọi người ạ. Mã số 192 ạ. Cái này 55 ký bắt đầu ạ. Mã số 192 ạ. Mặc đúng. Mã số 192 ạ. Xinh lắm mọi người ơi. Mã số 192. Mã số 193 nhá.
Mã số 193 này, từ 45 đến 48 kg thôi nhá. 45 đến 48 kg quay đầu nhá. Mã số 193 nhá. Mã số 193. Lên tuyển chọn nhá, lên đan rất là đẹp luôn nhá. Mã số 193. Mã số 193 cả nhà ơi. Mã số 193. Đấy đẹp. Mã số 193. Anh ơi, chuyển tiền số cho em nhá. Mã số 193 nhá. 194 đây ạ. Mã số 194 ạ. 194 ạ. 50 ký hợp đồng mọi người nhá. Mã số 194. 194 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mã số 194. Lên một em Adidas nha. Mã số 195. Mã số 195 nha. Mã số 195. Mã số 195 ạ. Mã số 195. Như Ngọc Nguyễn này. Úi dồi, con này thì khỏi phải bàn rồi. Hình như nó không phải Adidas mà em nhầm nhầm. Adidas là gì nữa? Adidas đúng rồi. Ôi. Em nhìn ở trên này nó bị ngược nhưng mà chị nhìn nó là đúng. Em ngồi em bảo Adidas là sao em nhìn mã số 196 ạ. Có lý sai mọi người nhá. Mã số 196 ạ. Em nhìn xuống dưới là nó nhầm. Hai bên có hai khóa đây ạ. Đúng. Không, em nhìn là bị ngược. Mã số 196 ạ. 196 ạ, phải đi sai mọi người nhá. Mã số 196. Mỏi chân lắm. Em không thích mặc áo len đâu. Mệt lắm. Kệ mà không phải thử ấy thôi. Nhìn mọi người dễ nhìn. Đấy. Đừng bảo là chị không cần em đọc mã nhá. Em đọc khác mã đi. Em đọc khác mã đi bây giờ đấy. Mã số 19 7. Mã số 197 này. Ngọc Nguyễn lại lấy cái này nữa à? Cái này từ 50 ký quay đầu nha. 50 ký quay đầu, mã số 197. Mã số 197. Chị 97. 97. Chị à, Ngọc Nguyễn 97. 197 cao lên mặt nhìn thơ kìa. Tóc cao lên. Mã số 198 ạ. Em vẫn tắt lên 55 ký hợp đồng mọi người nhá. Mã số 198 ạ. Lên hình này nhìn trông nó chị Phương Lan lại cho số điện thoại lên hình mình phải đó phải. Mã số 198 ạ. Mã số 198. Mã số 198 mọi người nhá. Mã số 199. Mã số 199 này cả nhà ơi. 199 nhá. 46 ký quay đầu. 46 ký quay đầu nhá. 46 ký, 48 ký là ok. 46 đến 48 ký là ok nhá. 46 đến 48. Màu đấy em mặc cho. Màu ấy. 199. Chị Ngọc Nguyễn này. Chị Ngọc Nguyễn nha. Em trả tiền. Thấy mua triệu bạc thì thao mặc. Áo các chị ạ. 200.000 một chiếc áo này. 1 chiếc mấy?
200. Em bán mã 200 đây mọi người ạ. Em bán túi mấy triệu? 199 sợ ngắn đây à. Chị Cao biết không? Chị Cao biết cho rồi. Mã số 200 đây ạ. Một túi của em lên gì nữa. Chị Phương Lan chốt mã khác hộ em nhá. Em đang bảo là cái áo lên này nó thôi chị bỏ. À chị Ngọc Nguyễn bỏ đi chốt cho chị Phương Lan. Chị Phương Lan biết bao nhiêu? Chị bỏ mã này không thích nữa. Chị Phương Lan, chị em bảo rồi, nếu mà hôm nay chị mà xả, em sẽ xả hết luôn đấy. Chốt là phải chốt, để ý, không phải cứ thích là chốt đâu ạ. Cái áo vàng này nhá, áo vàng này 48 đến 46 ký nha, mặc ok này. 48 ký quay đầu luôn này, 48 ký. Chị Phương Lan là vừa đấy, không ngắn một tí nào luôn đấy. Em mét 55, em mét 55 là chuẩn mặc được nhá. Đây nhá, một cái dáng váy này, một cái dáng váy nhá. Mọi người để ý hộ em nhá, chốt không được xả đâu. Quay về mã 1 thì toàn sẽ là 1 điền, đánh số lên nó có số ở trên máy. Cái này nhá, cái này từ 45 đến 48 ký là mặc giờ là ok này. 1m59. 1m59 thì mặc cái 1m59. 59 mặc được. Nhưng mà cái mặc cái này mã số là mã số là 201. 201 này. Mã số 201. Đẹp lắm nha. Chân váy là bằng da nhá, da xịn luôn đấy. Không có lỗ được đâu ạ. Chân váy này da xịn luôn nhá. Chuyên ngành da của em rồi. Mã số 201. Mã số 201 nha. 201. Mã số 201. Mã số 202 đây ạ. 50 ký hất đầu ạ. Mã số 202 ạ. 50 ký hất đầu mọi người nhá. Mã số 202 ạ. Mã số 202 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Mã số 202 ạ. 50 ký hất đầu ạ. Em chọn cho chị Phương Lan này. Ui, em vân kìa. Mã số 202 ạ. Chị Phương Lan lấy con này này. Mã số 202 có ai chốt không ạ? Mã số 202 ạ. Chị Phương Lan lấy 203 này này. 203 tuyệt vời. Mã số 203 nha. 203. Cái chất này khỏi phải bàn luôn. Mã số 203. 48 ký quay đầu. Ai mà mét 6 nữa thì ok lắm luôn. Mã số 203. Mã số 203 nhá. Cái chất của nó thì khỏi phải chê luôn nhá. Mã số 203. 203 kèm số điện thoại. Mã số 203 kèm số điện thoại. Mã số 203. Đẹp lắm luôn ạ. Đẹp quá luôn đi. 204 ạ. Có hai túi nha mọi người nhá. Sao em không vừa? Mã số 204 ạ. Thử đi. Cái này 50 ký hất đầu mọi người nhá. Mã số 204 ạ. Mã số 204. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã số 204 ạ. Mã số 204 ạ. Ôi cổ này nhỉ. Cổ lên lại 3 phân thôi. Lên, nó chỉ 3 phân. Cổ 7 phân chả hết. Chị cứ lên mặc thử xem. Em vừa lên rồi gì. Xinh không? 50 ký quay đầu ạ. 50 ký quay đầu nha. 50 ký mặc là ôm. Ôm 50 ký quay đầu. Nhìn đẹp quá, nhìn chất lắm luôn. Bao nhiêu rồi? 205. Mã số 205 cả nhà
tím than nhé. Xanh tím than rất dễ mặc luôn. 205, mã số 205 ạ. Mã số 205 nhá. Mã số 205. Mã số 205 ạ. Đây. Mã 206 ạ. Mã số 206 ạ. 50 ký hắt đầu ạ. Mã số 206. Tu xua này mọi người ơi. Mã số 206. Mã số 206 ạ. Mã số 206. Cái này mặc lệch lệch vai đi tí cũng đẹp. Mã số 206 ạ. Mã số 206 ạ. Đây ạ, dáng dài nhé mọi người nhé. Mã số 207 ạ. Có khóa bên cạnh này. Mã số 207 ạ. Chốt mã cộng số điện thoại giúp em ạ. Mọi người chia sẻ giúp em nhé. Mã số 207 ạ. Cái này 50 ký hợp đồng mọi người nhé. Mã số 207 ạ. Mã số 208 mọi người nhá. Mã số 208 ạ, 50 ký hợp đầu ạ. Mã số 208 ạ. Mã số 208 ạ. 208 có ai chốt không ạ? Mã số 208 ạ, 50 ký hợp đầu nhá. Từ hôm em sinh nhằng cò xong em còn bị tiêm cái thuốc và em còn bị dị ứng thuốc. Mặt em lúc nào cũng nổi mẩn hết rồi lên. Tiêm thuốc gì? Tiêm có thuốc gây mê. Thế là tự nhiên hôm đấy xong ngứa một trận dã man. Bị dị ứng. Dị ứng thuốc ấy. Thế bây giờ vẫn bị. Mổ à? 209 đây ạ. Mai quá ạ. Mai. Mã số 209 ạ. 50 ký hợp đồng mọi người ạ. Mọi người chia sẻ giúp em là cuối live em tặng áo nhá. Mã số 209 ạ. Mã số 209 đây ạ. Mã số 209 ạ. Mã số 209 ạ. 50 ký hợp đồng ạ. Mã số 210 đấy ạ. Cái này xinh nhá mọi người nhá. Mã số 210 ạ. 50 ký hợp đầu ạ. Cái này có dây đằng trước này xinh này, thắt nơ này mọi người này. Mã tối ạ, chị Bùi Uyên.
Mã số 210 đây ạ. 50kg hất đầu thôi ạ. Mã số 210 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Cuối live em tặng áo nhá. Mã số 210 ạ. Mã số 211 đây ạ. À. Áo này xinh lắm mọi người ơi, mặc trẻ trung nhá. Mã số 211 ạ. À. Mã số 211 ạ. À. 50kg hất đầu ạ. À. Mã số 211 ạ. À. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. À. Cuối live em tặng áo nhá. Cái đấy xinh. Vâng. Cái đấy ăn bé bé. Mã số 211 xinh lắm mọi người ơi. Đằng trước này. Mã số 211 ạ. À. Mã số 211 50kg bắt đầu ạ. Mã số 211. Á số 212 đây ạ. 211 chốt cho chị Ngọc Nguyễn. Ok chị Ngọc Nguyễn ạ. Mã số 212 ạ. Mã số 212. 5253 kg hấp đầu ạ. Mã số 212 ạ. Xinh không mọi người ơi, đằng trước này. Cái này mọi người không sợ đâu nhá, khâu vào rồi nhá. Cái này là khâu đấy ạ, không phải là dán đâu ạ. Mã số 212. Mã số 212 ạ. 5253 kg hết đầu ạ. Mã số 212. Xinh lắm mọi người ơi, đằng trước này. Khâu nhá, không phải đính đâu ạ. 1m55 vừa nhá chị Ngọc Nguyễn nhá. Mã số 212. 212 chị Ngọc Nguyễn lấy luôn à? Ok chị Ngọc Nguyễn nhá. Mã số 215 ạ.
50kg hết đầu ạ. Mã số 215. Mã số 215 ạ. Mã số 215 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ cuối like em tặng áo nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 212. 50kg nào. Ok nhá chị Ngọc Nguyễn nhá. Không phải đắn đo đâu ạ. Mã số. Mã này bao nhiêu? Mã số 214 ạ. Ok chị Ngọc Nguyễn nhá. Ai cũng có phần ạ. Mã số 215 ạ. Tay theo xinh lắm mọi người ơi. Mã số 215. 55kg hết đầu ạ. Mã số 215. Có túi mọi người nhá. Túi cũng theo này. Mã số 215 ạ. Mã số 215. 55kg hết đầu ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã số 215 ạ. Một em khoác nha mọi người nha. Mã số 216 ạ. Mã số 216 ạ. Này ai cũng khoác được mọi người nhá. Mã số 216. 216 ạ. Xinh lắm mọi người ơi, chốt đi ạ. Mã số 216 ạ. Áo này chỉ khoác váy thôi các chị ơi. Nếu mà khoác váy thì từ 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu này. Khoác váy nhá. Tay rất đẹp luôn. Khoác váy. Mặc váy xong bắt đầu khoác ra ngoài là đẹp lắm luôn. Bao nhiêu rồi? Mã số 218 ạ. Mã số 218 nhá. Cả nhà ơi mã 218. Mã số 218 ạ. Mã số 218 nhá. Mã số 218 cả nhà ơi. 218. Đúng rồi. Mã số 218. 219 đây ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người chia sẻ đi, cuối nay em tặng áo nhá. Mã số 219 ạ. Tay dáng động. Đi bo này. Mã số 219 ạ. Mã số 219 ạ. 55kg hết đầu ạ. Mã số 219. Cái này cho chị nào thấp thôi nhá. Mét 55, 56, 57 thôi nhá. Mã số 219 ạ. Mã số 219. Xong rồi nhá, đi về đây. Có đây bạn ơi. Tớ đang đi có việc. Nói được. Mã 220 ạ. Mã 220 đây ạ. Ở dưới cửa đẹp nhá mọi người nhá. Mã số 220.
người chia sẻ giúp em nhờ. Cuối này em tặng áo nhá. Mã số 220 50kg hấp đầu ạ. Mã số 220. Thế hả? Chị Ngọc Nguyễn được chích cái áo. Hai hai mốt mọi người nhá. Thế bao giờ đi? Mã số 221 ạ. Thế nếu mà nó mà bay ra được đây thì cả bọn mình tụ vạn vui. Xinh không mọi người ơi, mã số 221 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã số 221 55kg hợp đầu ạ. Mã số 221 dáng dài nhá. Cổ xinh không này. Mã số 221 ạ. Mã số 221 55kg hợp đầu ạ. Thì tại vì là cơ bản mình vừa nhà cửa mình vẫn phải làm. Mưa tối nay mưa là chị. Mưa rồi á. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Cuối live em tặng áo mọi người nhá. Mưa đâu mà mưa. Khi mưa thì chạy nhanh đi. Bạn ơi đẩy tới đi về cái đã không phải đang mưa to nhá. Xong tối về nhà tới gọi lại cho bạn nhá. Một em khoác hồng phấn này mọi người ơi. Mã số 222 ạ. Mã số 222 ạ. Ai cũng khoác được mọi người nhá. Mã số 222. Thế à, mua trả tiền xong rồi. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Cuối nay em tặng áo nhá. Mã số 222 ạ. Trả tiền xong rồi, lấy hai cái nào? Mã số 222. Thì một cái đỏ, một cái xanh với cái cổ tin này. Cổ tin đẹp mà. Mã số 223 nhá. Mã số 223 nhá. Mã số 223 nhá. Mã số 223 nhá. Không đang đi 223 nhá. Cái này từ 48 đến 45 kg nhá. 45 đến 48 kg nhá. 45 đến 48 kg này cho chị Ngọc Nguyễn này. Ngọc Nguyễn này 223 này. Đổi cho chị nhá. Gái ơi. Mã số 224 ạ. Phía dưới rất là đẹp ạ, à. Hai bên này. Mã số 224 ạ. Mã số 224. Len này dán nhá mọi người nhá. Ai cũng mặc được ạ. Mã số 224. Mã số 224 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Cuối live em tặng áo ạ. Sắp hết rồi, còn hơn chục cái nữa là sẽ tặng áo nhá. Cái này dáng suông này. Cái này dáng suông. Ai mà mặc với chân váy thì đẹp lắm nha. Đây. Ai mà mặc với chân váy thì đẹp lắm luôn nha. Đây đi vải đã ngồi vào mưa nhá. Mã số 225 nhá. Mã số 225. 60kg quay đầu. 60kg quay đầu nha. 60kg quay đầu ạ. Cả nhà ơi đẹp lắm luôn nhá. Màu này. Màu yêu lắm. Mã số 225. 60kg quay đầu. Mã số 226 ạ. Mã số 226 ạ. Cái này chắc là 60kg hết đầu. Mã số 226 ạ. Mã số 226. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Sắp hết này nha mọi người nhá. Chia sẻ mạnh lên ạ. Mã số 226 ạ. 60kg hết đầu. Ôi không có túi to hơn này. Sao mày được rồi, đi về đã không có mưa. Sắp mưa. Lên một siêu phẩm màu xanh. Siêu phẩm màu xanh coban. Màu xanh coban. 60kg quay đầu ạ. 60kg quay đầu nhá. 60kg quay đầu nhá. 60kg quay đầu ạ. Mã số 228. Mã số 228. Mã số 228. Mã số 228. Mã số 228 các chị ơi. Ui sổ ơi, siêu phẩm này. Mã số 229 ạ. 50kg hấp đầu ạ. Mọi người ơi, theo này, đẹp không? À đây này, đây là khâu vào nhá.
khâu vào nên là quay máy giặt thoải mái, mọi người không sợ nhé. Mã số 22 theo mã số 229 ạ. Đẹp thế này có ai chốt không ạ? Ok chị Ngọc Nguyễn. Mặc cái siêu phẩm lại lên. Mặc cái siêu phẩm lại lên. Mặc cái siêu phẩm nha. Hai 30 đây ạ. Một em dáng dài nhá. Mã số 230 ạ. 230 cái áo len. Mã số 230 cái này em mặc được nhá. Mã số 230 ạ. Mã số 230 ạ. Dáng dài ạ. Mã số 230 ạ. Nên này quá đẹp luôn mọi người ơi. 231 ạ. Dày dặn ạ. Mã số 231 ạ. Tặng một áo này nhá. Tặng một áo này. Mã nha. Số 231. Nên này mọi người ơi. Nên này thì miễn chê luôn ạ. Mã số 231 ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay đây ạ. Mã số 231. 55kg hết đầu. Mã số 231. Mọi người chia sẻ mạnh tay nhá, em bắt đầu kiểm tra nhá. Mã số 232 đây. Mã số 232 đây ạ. Mã số 232 ạ. Cái này 60kg cũng mặc được. Mà áo sơ mi bên trong là xinh nhá mọi người nhá. Mã số 232 ạ. Mã số 232. Mọi người chia sẻ mạnh tay nè, em bắt đầu kiểm tra rồi đấy nhá. Mã số 232. Mã số 232 ạ. Mã số 232 ạ. 55kg hết đầu ạ. Mã số 232. Ít được chia sẻ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nhá. Mã số 233 này xinh không ạ? Mã số 233. 55kg hết đầu ạ. Mã số 233. Dáng dài nhé mọi người nhá. Mã số 234. Cái này chỗ để tải về đó. Mã số 234 ạ. Mã số 234 ạ. 55kg hết đầu ạ.
là mặc thành body đấy ạ. Ai cũng mặc được đấy ạ. Mã số 234 ạ. Sắp có người xuống siêu phẩm. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nhá, sắp kết thúc live rồi đấy ạ. Mã số 235. 5 năm ký hợp đồng ạ, mã số 235. Quên sang lấy cho chị một thau nước vào đây. Mọi người ơi chia sẻ mạnh tay lên để bắt đầu tặng nhá. Xinh không mọi người ơi? Mọi người chia sẻ đi ạ. Tặng chị áo này nhé, Ngọc Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn chia sẻ nhiều vào thì sẽ được nhá. Xem thông báo. Em đang kiểm tra đây. Mọi người chờ một lát nha. Một phút. Mọi người chờ em một chút nha, em đang kiểm tra nha. Chia sẻ đi rồi ra comment chia sẻ. Chia mọi người ơi chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ nhá. Chia sẻ xong rồi ra comment chia sẻ. Comment là tặng quà. Comment là tặng quà, comment là tặng quà nhá. Em sẽ đọc người trúng hôm nay nhá. Ok chị Ngọc Nguyễn nha, để em bên em kiểm tra nha. Chia sẻ đi ạ.
kiểm tra đây. Mọi người chia sẻ về để ở chế độ công khai mọi người nhá. Đã chia sẻ đâu? Này rơi cho chị Ngọc Nguyễn, em đang tìm chị mà chị đã chia sẻ đâu? Chị Ngọc Nguyễn chưa chia sẻ nhá. Chị Ngọc Nguyễn ạ. À. Đây ạ. À. Mọi người ơi, chia sẻ đi. Chia em đã sẻ. Kiểm tra rồi nhá. Chị Ngọc Nguyễn chưa chia sẻ ạ. Chia sẻ đi để ở chế độ công khai xong rồi ra comment là chia sẻ đi để em tặng quà nào. Em tặng siêu phẩm. Kiểm tra chị Hà Nguyễn. Chia sẻ đi ạ. Mọi người ơi, chia sẻ xong ra comment là đã chia sẻ nhá. Comment là đã chia sẻ. Comment là đã chia sẻ đi ạ. Mọi người ơi, chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em đi. Chia sẻ giúp em nào. Chị Ngọc Nguyễn em kiểm tra chưa chia sẻ nhá. Chia sẻ đi rồi vào chị comment là chia sẻ rồi. Chị Ngọc Nguyễn phải chia sẻ chế độ công khai mới được nhá. Chị ấy không biết đấy rồi. Phải để chế độ công khai mới được chị Ngọc Nguyễn nhá. Không thì không ai biết đâu ạ. Kiểm tra suốt đây có được không? Đây chị Ngọc Nguyễn nhìn nhá, em kiểm tra này. Không có một lượt chia sẻ nào đâu ạ. Chị không để chế độ công khai là không nhìn thấy. Bên em đã kiểm tra rồi nhá. Chị phải để ở chế độ công khai nhá. Chị Hương Đỗ đã chia sẻ. Kiểm tra chị Hương Đỗ với chị Hà Nguyễn. Chị Ngọc Nguyễn cũng chia sẻ rồi. Mọi người chờ em một tí nhá, em kiểm tra nhá. Anh kiểm tra xem là chia sẻ chưa. Kiểm tra ở ấy thôi mà. Em mà kiểm tra trên tường cơ. Nên là không phải ai mà chia sẻ xong rồi cứ ra vào chị được. Chị Hà Nguyễn được không? Chị Hà Nguyễn đợi em kiểm tra nhá. Mọi người chia sẻ phải để chế độ công khai nhá. Chị Hà Nguyễn chia sẻ rồi là em sẽ cho chị một phiếu này. Cho chị một phiếu nhá. Cho chị một phiếu này. Cho Hương Đỗ một phiếu này. Chị Ngọc Nguyễn chưa chia sẻ cái chế độ công khai thì chia sẻ đi để em cho chị một phiếu này. Chị Hà Nguyễn này. Chị Hà Nguyễn này. Hương Đỗ một phiếu này. Hương Đỗ một phiếu nha. Hương Đỗ một phiếu này. Lát nữa em sẽ cho 5 người nhá. 5 người 5 phiếu sẽ là người em đọc mã số ai là người nhanh nhất để nhận được siêu phẩm nhá. Sẽ chốt nhanh nhất để nhận được siêu phẩm nha. Còn ai chưa? Còn ai? Còn ai nào? Còn ai nào? Còn ai này? Chị Ngọc Nguyễn em cho chị một phiếu này. Lát nữa nhanh tay để chốt lấy áo nha. Chốt lấy áo nha. Còn ai chia sẻ rồi? Ai chia sẻ rồi? Bây giờ em đọc mã nha. Em sẽ đọc mã nha. Em sẽ đọc mã này. Ai nhanh tay comment nha. Mã số của sản phẩm ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây? Chỉ có 3 người thôi. Bởi vì không thấy có ai inbox không có ai comment ra đây là đã chia sẻ. Rồi. Mọi người chuẩn bị đi ạ. Mọi người chuẩn bị nhá. Em đọc này. Chỉ có chị Hà Nguyễn này, Hương Đỗ này, Ngọc Nguyễn này là 3 người. 3 người hôm nay 3 phiếu này nhá. 3 phiếu này nhá. Em định cho 5 người nhưng mà thấy mọi người không comment ở đây. Nên là em không gọi tên được. 3 người thôi nhá. 3 người này ai là người trúng thì sẽ được siêu phẩm áo này nhá. Ngọc Nguyễn này, Hương Đỗ và Hà Nguyễn nhá. Em sẽ gọi tên, em sẽ đọc mã này. Mọi người nhớ comment này. Mã
này được ạ. Mã số 580. Ok chị Ngọc Nguyễn này. Eo sao chị nhanh thế? Chị Ngọc Nguyễn rồi nhá, chị Hương Đỗ ạ. Đấy, chị phải chia sẻ kiểu công khai thì em mới nhìn thấy. Cái này cho vào chị Ngọc Nguyễn này. Em cho vào đơn của chị rồi nhá. Em kết thúc like đây ạ, tạm biệt mọi người nhá. Ai chưa inbox địa chỉ thì inbox cho em nhá. Thúy ấn chữ tắt kết thúc.